sao nó tối nhỉ? Xin chào mọi người ạ. Ai đang xem thì ai đang xem cho mình xin một chấm ạ. Ai đang xem nhỉ? Ai đang xem cho mình xin một chấm nhá. Ai đang xem cho mình xin một chấm ạ. Hôm nay là mình giới thiệu cho các bạn sản phẩm đồng hồ là Dio. Hàng Dio như này, đây là hàng siêu phẩm nhá. Dio. Ai đang xem thì ai xem cho mình xin một chấm ạ. Xin chào anh Sally ạ. Anh Sally cho mình xin một chấm nhá. Xin giới thiệu đồng hồ Dio nhé, chống xước, chống nước ạ. Bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn. Anh Sally cho mình xin một chấm xước, chống nước luôn ạ. Hôm nay là xin chào giới thiệu cho các bạn sản phẩm đồng hồ Dio. Xin chào Kim Thanh Hà. Xin chào chú Đông nhé. Đồng hồ này dây 5 chân này. Dây 5 chân, xin chị Đông. Xin chào Kim Thanh Hà. Xin chào Dio nhé, chống xước, chống nước ạ. Xin chào chị Lô, chống xước chống nước cho các bạn. Xin chào chống nước luôn ạ. Hôm nay là xin chào các bạn sản phẩm đồng hồ Dio. Chống xước chống nước này. Đây là dây đồng hồ 5 chân nhé. Dây 5 chân này. Xin chào chị Lô, chống xước chống nước. Các bạn chia sẻ nhé, chia sẻ giúp mình nhé, chia sẻ giúp mình cái live stream này nhé. Xin chào các bạn. Tại mình đã thử cái độ chống xước chống nước của cái đồng hồ này để chống được các nước ở đây rồi. Xin chào chị Lâm Lan ạ. Ngồi đi ô chống nước chống xước này, giờ mình đi test cho mọi người xem. Giới thiệu đồng hồ Dio này, đồng hồ dây 5 châm thời trang này, chống xước, chống nước ạ. Chống xước, chống nước ạ. Xin chào Tuyết Anh ạ, chống nước, chống xước nha. Mọi người chia sẻ giúp mình ạ, chia sẻ giúp mình cái like này ạ. Xin mọi người chia sẻ giúp mình cái like này nhé. Thì hôm nay mình sẽ quảng cáo này, một cốc nước để sẵn rồi. Một cốc nước này kéo là mình sẽ test cái đồng hồ này ạ. Đồng hồ dây 5 châm thời trang này ạ. Xin chào bạn Trung Trương nhé, bạn ở Đắk Lắk à. Bạn ở Đắk Lắk thì bạn chỉ cần để lại số điện thoại cho mình nhé. Rất nhiều người bị ẩn comment đấy ạ. Rất nhiều người bị ẩn nên mình không nhìn thấy rõ được. Xin chào Vũ Dũng ạ. Xin chào Minh Chiến ạ. Rất nhiều người bị ẩn nhé. Thì mọi người chỉ đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại thôi ạ. Mai, ngày mai, sáng ngày mai là nhân viên mình sẽ chốt đơn ạ. Rất nhiều người nhé. Rất nhiều người bị ẩn comment đấy ạ. Ship hàng toàn quốc nhá, ship hàng toàn quốc là 30.000 nhá bạn nhá. 250k đồng hồ dây da 5 châm, là dây 5 châm chống xước, chống nước. Rất nhiều màu ạ. Rất nhiều màu như cho các bạn lựa chọn nhá, màu da này, màu xanh này, màu xanh than này. Xin chào Minh Thư ạ, xin chào Minh Chiến ạ. Xanh than nhá. À, nhắn tin mà không thấy bảo gì ạ. Mình ở Đắk Lắk nhá. Xin chào Linh Cute ạ. Đắk Lắk bạn chỉ cần để lại số điện thoại nhá. Ship hàng ship COD toàn quốc nha bạn nhá. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá, chia sẻ giúp mình đạt 30 lượt view thì là mình sẽ test thử cho các bạn xem cái đồng hồ này ạ, chống xước chống nước ạ. Một con dao lam ở đây rồi ạ, một con dao lam để sẵn và một cốc nước để sẵn đây rồi ạ. Xin chào mọi người nhé, mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Chị lấy cái màu da này. Chị muốn lấy màu da à? Xin chào Hà Kim Oanh nhá, Hà Kim Oanh chỉ cần để lại số điện thoại nhá.
Chỉ cần để lại là màu cộng số điện thoại thôi ạ. Để lại màu cộng số điện thoại ạ. Không biết là nó bị rè nữa không? Không. Để lại màu với số điện thoại nhé chị Hà Kim Oanh nhé. Xin chào hệ thống gì Mexico. Vâng, xin chào anh Toàn ạ, anh Hồng Toàn ạ. Xin chào Khoai Quảng Hương ạ. Inbox giá xỉ nè, ok bạn sẽ inbox riêng cho mình nhá. Tặng mỗi tôi một cái. Chia sẻ 20 hội nhóm, chia sẻ 20 hội nhóm nhá. Trên 20 triệu nhân hội nhóm bên mình sẽ tặng khuyến mại đồng hồ Dio dây da chống xước chống nước này giá 0 đồng. Với lại đồng hồ dây nam châm đây ạ, đồng hồ dây nam châm các bạn rất dễ chỉnh nhé, chỉnh này tay to tay nhỏ rất dễ chỉnh nhé, không có móc khóa nhé, không có móc khóa này. Xin chào Sâm Nguyễn ạ, xin chào chị Hồng Nhung ạ. Xin mốc là chị. Xin chào Nguyễn Minh Châu ạ. Mẫu bạn đang đeo bao nhiêu? Mẫu mình đang đeo ạ, mẫu mình đang đeo là 250k nhé bạn nhé, 250k. 250k tặng một pin dự phòng nhé. Miễn ship trong buổi live ngày hôm nay, ai đặt hàng trong buổi live ngày hôm nay mình sẽ miễn ship ạ. Miễn ship và tặng một pin dự phòng rất dễ chỉnh ạ. Không có kim. À đồng hồ không có kim thì bạn phải đến tình gặp riêng mình nhá. Xin chào tình yêu mai mốt ạ, xin chào Hồ Lan ạ. Rất nhiều người biển comment mình không nhìn thấy các bạn thông cảm nhá. Rất nhiều người ạ. Đặt hàng chỉ cần màu ở số điện thoại 250k, 250k và tặng một pin dự phòng. Vâng. Gọi gì chị đây? Xin chào Nguyễn Minh Châu ạ. À, đồng hồ không có kim thì bạn phải đến tỉnh gặp riêng mình nhá. Màu tím ạ, màu tím có bạn nhá. Màu tím này, màu xanh này, màu đen, màu da. Nhưng mà hôm nay ở đây mình không có màu tím nhá. Xin chào Đức Hằng ạ. Xin chào Hồ Lan ạ. Các bạn chỉ cần soạn cú pháp là 250k cộng màu cộng số điện thoại. Đặt hàng chỉ cần soạn cú pháp là 250k cộng màu cộng số điện thoại nhé. Xin chào Tạ Hồng Vân ạ. Chia sẻ 23 lần rồi, ok nha hả. Mai Trương đen, ok bạn chào nha. Mai bên mình sẽ cho đơn ạ. Màu đen. Sao không chia sẻ được nhỉ? Các bạn chỉ cần màu nhá. 250k cộng màu cộng số điện thoại. Thêm 10 phút nữa, 10 phút nữa mình sẽ test cho các bạn xem, các bạn xem vào cái đồng hồ này nhá, cái độ chống xước chống nước của nó như nào ạ. Xin chào Vũ Minh Tuyết ạ, à. Xin chào chị Giang ạ. À. Sao mình không chia sẻ được nhỉ? Cộng màu cộng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Xin chào Khoai Tây ạ. Xin chào Như Quỳnh ạ. Xin mọi người chia sẻ cái like để giúp mình nhé. Đen kìa, chốt đen để chị biết. Đen như đen ạ. À. Rồi. 250k cộng màu cộng số điện thoại. Sổ đâu con em? Xin chào Tân Võ ạ. 250k đồng hồ số điện thoại ạ. Xin chào Khoai Tây ạ. Trong buổi live ngày hôm nay nhá, xin chào Nguyễn Hạnh ạ. Trong buổi live ngày hôm nay này tất cả là đều miễn phí ship hết ạ, miễn phí ship trong buổi live ngày hôm nay ạ. Trong buổi live ngày hôm nay nhé, miễn phí ship ạ. Xin chào Hoàng Long Long ạ. Xin chào Trang Còi ạ. Miễn phí ship nhá, đồng hồ dây da nam châm này, dây da nam châm các bạn rất dễ chỉnh, chỉnh tay to nhỏ này, không có móc khóa luôn nhé. Các bạn to tay các bạn đến đâu các bạn dính lên đấy thôi ạ. Xin chào Trang Còi ạ. Xin chào Trang Còi nhé. Thêm 5 phút nữa mình sẽ test cho các bạn xem là đây là một cốc nước để sẵn hết rồi này. 5 phút nữa mình sẽ test cho các bạn xem cái độ chống nước của nó. Xin chào Hoàng Hương Thịnh ạ. Xin chào Huệ Nguyễn ạ.
xài nước được nhá Giang Nguyễn nhá. Đây mình cốc nước ở đây rồi này, mình sẽ ăn một mấy phút nữa thôi, vài phút nữa thôi là mình sẽ test cho các bạn xem là cái độ nước ở đây, đồ đây là màu xanh này, chống nước của nó ạ. Đây độ chống nước nhá. Hiện giờ là mình đã để trên cốc nước, trong cốc nước rồi nhá, mọi người nhìn nhá, mình đã để trong cốc nước rồi, để đồng hồ ở trong cốc nước rồi nhá. Xin chào Đàm Ngọc ạ. Xin chào Thành Đạt ạ. Đây nhá, mình đang để cái đồng hồ này ở trong cốc nước rồi này. Mình đang ngâm nó ở trong cốc nước ạ. À, đồng hồ này ạ, nam nữ đều đeo được nha bạn nhá. Nam nữ đều đeo được ạ. 250k. Các bạn đặt hàng gần này chọn này 250k cộng màu cộng số điện thoại thôi ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Màu da đang hot lắm. Tất cả các màu luôn ạ. Đây là toàn màu hot của năm nay thôi ạ, màu hot luôn đấy ạ. Tay mình nhá, đây là dây nam châm này, không hề có khóa này, không hề có khóa nhá. Mình đeo từ bé lên tận trên này luôn này. Từ cổ tay nhỏ lên tận trên này luôn, không hề có khóa, vướng víu này, rất trơn tru đẹp này. Cho ra cho vào rất thoải mái luôn, cho ra cho vào cực kỳ thoải mái luôn. Cho ra cho vào cực kỳ thoải mái nhá, cho ra cho vào cực kỳ thoải mái luôn này. Đấy. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Có màu xanh này, màu vàng da này, màu đen ạ. Màu tím ạ. Có được không chị? Xin chào Nguyễn Hải Ninh ạ. Đồng hồ này cực kỳ OTT nhá. Dây kim loại nhá bạn nhá, dây kim loại nam châm nhá, mình nhúng vào nước này. Dây kim loại nam châm nhá. Dây kim loại nam châm ạ. Đồng hồ này nhá, mình chưa bỏ cái lớp này ra nhá. Các bạn đây là mới này, mình bỏ cái lớp này ra này, mình sập cái vào này. Đấy, mình sập vào, đồng hồ chạy bình thường nhá. Đấy, mình test cho mọi người xem nha. Mình vừa dúng vào trong cốc nước ra nhá. Xin chào Mận Hà. Mình vừa dúng vào trong cốc nước ra nhá. Đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường nhá các bạn nhá. Đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường. Xích hai cái điện thoại với nhau. Đặt hàng chỉ cần màu này, số điện thoại. Màu, số điện thoại ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại. Anh đang nhận chia sẻ vào nhóm. Xin mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Đồng hồ này nha, mình vừa mới test cả nước ra vẫn còn dòng nước này. Giờ mình sẽ nhúng tiếp này. Đấy. Mình nhúng vào nước tiếp. Cho người cùng xem nhá. Đấy, mình nhúng vào nước tiếp này. Đồng hồ này vẫn đang ở trong cốc nước nhá. Xin chào Nguyễn Hằng ạ. Vẫn đang ở trong cốc nước nha các bạn nhá. Cho xem màu đen. Màu đen à? Đây màu đen đây. Xin chào Hoa Pha Lê nhá, màu đen nhá. Gửi vào bình dương. Nguyễn Hằng ạ. Tất cả trong ngày hôm nay nhá, trong live ngày hôm nay bạn các bạn để lại số điện thoại đặt hàng hoặc inbox cho mình là mua với giá là 250k miễn phí ship ạ. Còn đây ship. Đây màu đen đây ạ. Dây nhá, dây của nó rất trơn tru, mặt đây ạ. Mặt đá nhũ. Mặt đá nhũ rất trơn tru, mặt đá nhũ đây ạ. Cho xem màu tím. Màu tím hiện giờ không ở đây. Xin chào Thảo Phương ạ. Màu tím thì không ở đây ạ. Xin chào Lam Hoàng ạ. Màu đen đấy ạ. 250k xin chào Trang Hạ. 250k nhá. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Hoặc inbox riêng cho mình cũng được. Màu xanh thì cũng đẹp đây. Bạn Thảo ơi. Bảo bạn này giữ xem màu xanh. Đây nhá bạn ơi, cái gần cái mặt của nó nhá. Cái mặt của nó này có nhũ nhá. Đấy. Bao nhiêu cái bằng tiền nhau hết. Tất cả các màu là bằng tiền nhau hết nhá các bạn nhá. Xin chào Thùy Béo ạ. Tất cả các màu là bằng tiền nhau hết ạ. Tất cả các màu là bằng tiền nhau hết nhá. Mỗi người có sở thích có một màu mà. Đây nhá, mặt của nó gần đây, mình nhìn này. Mặt của nó đây, cực kỳ rõ nét luôn ạ. Mặt có nhũ nhá, đấy, mặt của nó này. Màu da đi xem màu nào. Đây màu da đây ạ. Màu thì nó chỉ mặt thì nó giống nhau đấy ạ. Tất cả mặt là giống nhau ạ. Đây Dio đấy. Mặt là giống nhau ạ. Tại vì mình này quay này mới được hai cái điện thoại. Xin chào Ngân Trần ạ. Cái này nam nữ đều đeo được nhé bạn nhé. Lam thì màu tối hơn nhé.
màu xanh được không? Thảo quang là màu xanh. Thảo quang. Cho xem màu tím mà, màu tím thì mình không ở đây nhưng màu tím thì cũng là lá cái màu xanh này nhé bạn nhé. Màu tím cũng là lá cái màu xanh này. Con trai thì thường thường đeo màu xanh với màu đen này nhé. Dạ xin chào Lam Hoàng ạ. Xin chào má Lam Hoàng ạ. Đây nhá, màu xanh của nó đây, mình quay gần mặt đấy ạ. Mà lấy màu gì ạ? Lam Hoàng lấy màu gì ạ? Bao nhiêu tiền vậy? Xin chào Quyên Nguyễn ạ. 250k, xin chào Đỗ Bảo, xin chào Tuấn Khang ạ. 250k nhá, 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Free ship toàn quốc luôn ạ. Ok bạn, cảm ơn bạn Thị Dung nhá. Cho em xem màu xanh nữa ạ. Đây màu xanh đây bạn ơi, Nguyễn Hằng đây màu xanh đây. Tuyệt đẹp luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Cực kỳ đẹp. Cảm nhận đây là có mấy cái điện thoại sát nhau cho nên là nó hơi bị lấy một tí. Cực kỳ đẹp nhá. Hai màu ạ. Đen này ạ, đen xanh. Đen này màu đen này ạ. Cực kỳ đẹp, xin chào Hà Viên ạ. Đó, xin chào Lan Bùi ạ, màu vàng đấy ạ. Giờ con màu cam. Màu vàng đấy ạ. Màu vàng đấy ạ. Màu da. Cực kỳ đẹp luôn nhá, cực kỳ sang chảnh luôn ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Không có màu hồng mà nhá. Đồng hồ này xin chào Sang Nguyễn ạ, không có màu hồng ạ. Đây màu vàng này, tuyệt đẹp luôn nhá. Bên trong mặt nó có nhũ nhông nhánh một tí nhá, nhưng mà có cái là tối là mình không để ý đến được đâu nhỉ. Nhưng mà phát ra là nó bị đổi mật khẩu, nếu mà đang ấy mà phát ra là đổi mật khẩu là không phát được nữa, hiểu chưa? Và mình lấy máy tắng nha. Bảo nhà ra bảo làm xấu lắm, không xuất hiện đâu bà ơi. Có cổ lam không ạ? Cái này lam nữ đều đeo được nhé bạn, là gì biên ngang nì ạ. Lam nữ đều đeo được ạ. Lam thì có màu xanh và màu đen ạ. Lam có màu xanh và màu đen ạ. Đây nha, đồng hồ nhé. Mình vẫn ngâm trong nước bình thường nhé. Mình vẫn ngâm trong cốc nước bình thường như mọi người nhà xem nhé. Vẫn đang chạy nhé. Đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường này. Đấy. Mình vừa ngâm trong nước này. Nhưng mà đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhé. Bây giờ mình lại tiếp tục vẫn ngâm cái này ở trong nước luôn. Mình vẫn ngâm chiếc đồng hồ này ở trong cốc nước này. Mình vẫn ngâm đồng hồ ở trong cốc nước nhé. Dây kim loại bạn nhé. Đồng hồ dây kim loại nhé. Tí nữa mình được. Xin chào Hoàng Huệ ạ. Đồng hồ dây kim loại ạ. Cái gì ạ? Xin chào Mai Huỳnh ạ. Cái gì ạ? Có vo nước không? Đây bạn đang ngâm. Mình xin chào Mai Huệ nhá. Mình vẫn đang ngâm trong nước nhá. Mình đang ngâm trong cái đồng hồ này trong nước nhá. Như đây mình đang ngâm ở trong nước này ạ. Mình đang ngâm đồng hồ này trong nước ạ. Mình đang ngâm đồng hồ này trong nước nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok, Giang Nguyễn ạ. Mình vẫn đang ngâm đồng hồ này trong nước này, các bạn nhìn này. Xin chào Xuân Nguyễn ạ, 250k nhá. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại. Mình vẫn đang ngâm cái đồng hồ ở trong nước này. Mình đang ngâm đồng hồ này trong nước nhé bạn nhé. Mình vẫn đang ngâm không phai màu bạn nhé. Chống nước, chống xước, không phai màu. Hàng sale giá đấy ạ. Còn bình thường thì không bao giờ có cái giá này đâu ạ. Hàng sale giá đấy ạ. Chiên khách hàng em sale giá đấy ạ. Đây nhìn gần nhé. Các bạn nhìn gần cái mặt của nó này. Tuyệt đẹp luôn ạ. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Mà đây mình đang đeo ở trên tay cái màu em da này. Màu da. Mình đang...
Không phai màu bạn nhé, không phai màu à? Màu đen có giống, chả giống nhau mà. Nó toàn giống nhau hết bạn ơi, nó chỉ có một kiểu thôi mà. Một kiểu như khác màu nhá. Một kiểu như khác màu này, mình vẫn đang ngâm ở trong nước này. Mình đang ngâm ở trong nước bạn nhé. Xin chào Tim Lạnh ạ. Mình đang ngâm ở trong nước bình thường nhé. Như các bạn nhìn lên nhìn gần nhé, mình cho gần này, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường ạ. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhé. Nước vẫn đang rớt như này ạ, nước vẫn đang rớt rất nhiều nước. Mình vẫn cho nước như này đây, mình đang ngâm ở trong nước nhé. Xin chào Đặng Quỳnh ạ, mình đang ngâm ở trong nước nhé. Mình đang ngâm ở trong nước nhé, nhưng mà xin chào Lợi Thơm ạ, xin chào Đặng Quỳnh ạ. Xin chào Luân Phạm, Luân Phạm cho mình xin số điện thoại nhé. Ai đặt hàng chỉ cần màu ấy, màu 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Và lấy ship toàn quốc luôn ạ. Xin chào Lê Kiều Diễm ạ. Em ơi, 250k trong buổi phát live ngày hôm nay không mất tiền ship nhé. Xin chào Kiều Diễm nhé. Mình vẫn đang ngâm đồng hồ ở trong nước này. Đấy, mình đang ngâm ở trong nước, mọi người nhìn kỹ nhé. Vẫn đang ngâm ở trong nước bình thường ạ. Mình đang ngâm cái đồng hồ này ở trong nước ạ. Xin chào Biên Ngà. Gì đấy, Biên Ngang Ngang ạ. Nói chung là Ngang Nì, mình gọi là Ngang Nì nhé. Màu vàng nó vẫn có giống màu đen nhé bạn nhé. Nhưng chẳng có hôm nay ở đây thì mình chỉ có cái mấy cái mặt này thôi, chứ còn bình thường là hàng nó cũng có giống nhau hết nhé. Mặt này cũng hai cái dây thì giống nhau toàn bộ luôn. Bạn thích mặt kiểu gì ạ? Xin chào Thu Phương ạ. Mình đã test thử ở đây rồi nhé. Các bạn chỉ cần, nếu mà khi nhận hàng ấy, các bạn nhận hàng cho kiểm tra hàng đúng mẫu mã và lên pin thì nhận hàng, chứ không được làm bất cứ một cái gì khác ạ. Mình ở Bắc Giang nhé. 250k cộng màu cộng ship cộng số điện thoại ạ. À, còn màu cộng số điện thoại. Xin chào Ổng Kiệt ạ. Xin chào bé Pin ạ. Bé Pin. Bé. Mật khẩu cái này là gì? Mọi người đặt hàng nhé, chỉ cần để số điện thoại cộng màu. Đăng xuất Facebook ra mọi người nào. Màu này cộng số điện thoại ạ, màu cộng số điện thoại ạ. Màu da đây ạ. Màu da tuyệt đẹp. Xin chào Thảo Quyên ạ. 250k bạn nhá. Xin chào Thảo Quyên ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại. Mình đang test ở trong nước đây nhé bạn nhé. Này, đấy. Xin chào Hoàng Ngọc ạ. Mình đang test đồng hồ ở trong nước nhé. Cái máy của chị nó sáng quắc nhỉ. Mình đang test đồng hồ lẻ ở trong nước ạ. Bên này mặt nhìn khác hẳn. Dây lâm châm bạn nhá. Xốp ở đâu nhỉ? Này, dây lâm châm này. Alo. Dây lâm châm bạn nhá. Đây, tay mình đang đeo đây. Tay mình nó nhỏ mà, tay nhỏ cho nên mình chập lên tận trên này luôn này. Tay tùy theo bạn nhá, tùy theo bạn này. Đấy. Tùy theo các bạn chỉnh. Tùy theo các bạn chỉnh này. Tùy theo các bạn chỉnh to nhỏ nhé, không vướng gì luôn. Mình cũng ở Bắc Giang. Ok, nếu ở Bắc Giang thì bạn cho mình đến nhà mình luôn, đến shop mình luôn, xem hàng trực tiếp luôn. Con trai dùng được bạn nhé. Con trai sẽ dùng màu đen với lại màu xanh này. Xin chào Nguyễn Việt Hoàng. Con trai dùng màu đen với màu xanh nhé. Đây, màu xanh với màu đen mình vẫn đang nhúng trong nước rồi nhé bạn nhé. Đấy, này, mình vẫn đang nhúng ở trong nước này. Xin chào Hằng Ngọc ạ. Đang dùng ở trong nước nhé. Ok, bạn Kiều Diễm ạ. Màu vàng. Đấy. Màu vàng nhé, bạn chọn mặt nào? Dior hay là đồng hồ? Nhớ đấy, mình vẫn đang test ở trong nước ạ. Con trai dùng được nhé, bạn Việt Hoàng nhé. Con trai dùng màu đen với màu xanh ạ. 250k, xin chào Ngân Kim Ngân ạ. 250k cộng
cộng đồng số điện thoại nhá. Đấy các bạn nhìn nhá. Mình test ở trong nước, mình vẫn ngâm trong nước từ lúc mình phát đến giờ nhá. Xin chào Văn Thích ạ. Mình ngâm trong nước từ lúc mình phát đến giờ, nhưng mà đây nhìn đây. Đồng hồ vẫn chạy bình thường ạ. Vẫn chạy bình thường. Đây vẫn chạy bình thường ạ. Khi các bạn dùng ấy, về nhà dùng ấy, các bạn không phải gì nhá. Vẫn dùng bình thường ạ. Tiền ơi. Xin chào Hạt Nguyễn ạ. Bây giờ mình vẫn cứ tiếp tục ngâm cái này thôi. Bao giờ mình hết cái buổi phát live này thì mình sẽ bỏ nó ra. Đấy. Ngâm nước, mình vẫn ngâm trong cốc nước bình thường nhé. Đây có màu đây, màu da đây ạ. Cái gì đây? Màu da, màu xanh nhé. Đồng hồ cả nam và nữ đều đeo được nhé bạn nhé. Cả nam và nữ đều đeo được nhé. Mình ngâm nước thoải mái nhé, Phương Thùy nhé. Ngâm nước thoải mái này, đấy. Ngâm nước thoải mái nhé. Xin chào Kiều Diễm ạ. Ở Vĩnh Lộc ship bao nhiêu? Free ship bạn nhá. Xin chào thì Đức Hằng đấy. Đức Hằng ạ. Ok em Đức Hằng nhé, cho chị số điện thoại nhá. Xin chào Ngô ạ. Gì không ạ? Tặng một pin dự phòng. Tặng một pin dự phòng nhá. Tặng một pin dự phòng ạ. Xin chào cô sô cô la Hằng ạ. 250k tặng một pin dự phòng ạ. Bạn đặt hàng chỉ cần đẩy lại số điện thoại này. Số điện thoại màu 250k cộng màu cộng số điện thoại, 250k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Đây đồng hồ này mình vẫn ngâm trong nước từ lúc mình phát đến giờ nhá. Đấy, đồng hồ mình vẫn ngâm trong cốc nước bình thường đấy ạ. Đây ạ. Tặng một pin dự phòng nhá. 250k, 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Không phải cắt quay bạn nhá. Xin chào các Phượng, không cắt quay nhá. 250k cộng màu số điện thoại, không phải cắt quay ạ. Đây tay mình thực tế tay mình đang đeo đây. Đấy nha, đồng hồ dây da lâm châm nhá. Dây lâm châm này rất dễ chỉnh, rất được dễ không? Chỉnh luôn, không phải cắt quay ạ. Tay các bạn đến đâu thì các bạn chập đâu đến đấy. Tay các bạn đến đâu chập đến đấy. Đấy. Không hề được cắt quay nhá. Đây là mình, đây mình các bạn thắc mắc cái gì đây, nước vẫn đang rớt đấy nhá. Này, đấy, ngâm thẳng luôn. Chết rồi tụt khốn này. Mình để như này để mình lấy cái dây nó dễ thôi. Đấy. Đây nhá, các bạn bỏ mình trong nước. Đây bây giờ cho ngập luôn này, ngập luôn nhá. Ngập luôn đấy. Nhấc lên à. Ngâm. Chào Vị Xuyên, mình cũng không để ý nha, các bạn để ý quá đấy. Chỉ ngâm ở nước. Ngâm 30 phút rồi bạn ơi. Mình đã ngâm nó được gần 30 phút rồi nhá. Tí nữa chị vào chị chia sẻ. Đây nhá. Đấy, mình ngâm trực tiếp này nhá, bây giờ nhìn này. Mình nói ngâm nước như thế này là để cho các bạn yên tâm, các bạn về các bạn. Xin chào Nguyễn Hằng ạ. Là về các bạn không xem live được à? Sao lại không xem live được? Mạng nó kém không xem được. Em lấy hai màu hồng, không có màu hồng mà chỉ có màu da. Bạn ơi không có màu hồng nhá. Mai Quỳnh ạ, không có màu hồng nhá. Chỉ có màu da này, màu xanh, màu đen và màu tím, không có màu hồng ạ. Cận nó vẫn đi máy em mà cần lấy. Không có màu da nhá. À không có màu hồng nhá. Mình nói cho các bạn là xin chào Nguyễn Đức Duy ạ. Không có màu hồng nhá. Chỉ có màu da. Chỉ có màu da thôi nhá. Màu da, màu xanh, màu đen, màu tím. Mặt đồng hồ có hai loại à bạn? Không có màu hồng nhá. Xin chào Nguyễn. Cần một người hiểu ạ. Kim Ngân vàng. Cảm ơn bạn Kim Ngân nhá. Đây nhá, mấy em các bạn thắc mắc là tại sao mình không ngâm nó ở trong cốc nước mà nó thật à? Nó rất chi là bẩn. Đấy nhá, mình vẫn ngâm nó nhá. Mình ngâm nó được 30 phút rồi đấy ạ. À. Mình like được 30 phút thì mình ngâm nó được 30 phút rồi ạ. À. Có mất ship không? Không mất ship nha bạn nha, cần một người hiểu nhá. Cái gì đây màu vàng. Cận nó tính nó vẫn như thế. Em lại xong em lại chạy lại một loại em xem có phải. Xin chào Nguyễn Xuân Huy ạ. Có mất ship không? Không mất ship bạn nha, cần một hiểu nha, không mất ship nha. Mai Huỳnh màu da ý. À lúc đấy bạn ấy đặt màu hồng thì bây giờ bạn ấy màu da. Rồi màu da nhá, bạn Mai Huỳnh nhá, bạn Mai Huỳnh nhá. Bạn cho mình số điện thoại nha Mai Huỳnh nhá. Có hai loại mặt đồng hồ. Có hai loại bạn nhá. Có hai loại ạ. Hoa tiền một cái đấy sốc.
250k cộng màu số điện thoại. Xin chào Đàm Nhung ạ. 250k xin chào Nguyễn Phương ạ. Nguyễn Phương nhắn chó. Láo thật đấy. Bạn ơi, cái đồng hồ này cả nam cả nữ chị đều đeo được nhá. Chị lấy màu đen ni gì đây? Xin chào chị Linh Ni, chị Ni Nga. Không có màu không có mặt to hơn đâu ạ, mà cái này có rất nhiều bạn là mua làm đồng hồ đôi được ấy ạ. Con trai thì dùng màu xanh với màu đen nhá. Ra 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Đây nhá, mình vẫn ngâm mà nó ở trong công thức đấy nhá. 2-4 ngày là sẽ nhận được hàng ạ. Rất nhiều bạn mình ở luôn comment là xin chào Thanh Thanh nhá, xin chào. 250k cộng màu của số điện thoại ạ. 250k. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 63398. Không có mặt lam to hơn đâu nhá bạn nhá, không có mặt to hơn đâu ạ. Có loại mặt nhí hơn. Có loại mặt nhỏ hơn, không có mặt nhỏ hơn mà cũng không có mặt to hơn ạ. Đây màu đen này nhỏ hơn này, không có. Như nhau. Như nhau hết bạn nhá. Bà Thủy mua đồng hồ đi. Xin chào bà Thủy ạ. Xin chào Đàm Nhung ạ. Màu da. Đâu xin chào Phương Thủy ạ. Màu da đâu rồi? 250k nhá, 200 đặt hàng gần 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại. Free ship toàn quốc luôn ạ. Trong buổi phát live ngày mai free ship toàn quốc. 250k cộng màu cùng số điện thoại. Mình vẫn đang nhúng nước bình thường nhá. Thậm chí là cho cả lắp vào trong công thức luôn ạ. Màu đen. Xin chào bà Tài Đỗ ạ. Nguyên Trần ạ. Nguyên Trần cho mình xin số điện thoại nhá. Cho mình xin số điện thoại ạ. Đặt hàng các bạn này chỉ cần để lại số điện thoại này cộng màu xanh 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Bỏ anh này cho số điện thoại đi. Xin chào người thay thế, cho mình xin số điện thoại nhá. Màu đen có nhá bạn nhá, màu đen có giống mặt mình đang đeo nhá bạn nhá. Mình đang đeo là màu da. Giống nhá bạn nhá. Có siêu phẩm. Không nha bạn nha, xin chào Ngọc Sáng ạ. Không mất ship bạn nha, trong buổi phát live ngày hôm nay các bạn đặt hàng mình free ship toàn quốc luôn. Và bà Thủy là free ship toàn quốc, xin chào Hương Hiến ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại nha các tình yêu nha. Mình vẫn đang ngâm nó ở trong công nước đấy ạ. Mình đang ngâm nó ở trong công nước nhá. Cái nào đẹp nhất thì gửi cho gì? Chốt hàng cho em rồi nhá, Mai Huỳnh nhá. Mời em mà lấy màu da đúng không? Em cũng dùng màu là tay đen thì lấy màu da này. Tay đen à? Tay đen thì bạn chỉ lên lấy màu da thôi ạ. Ngô, xin chào Ngô Thị Nga. Cho mình cái màu vàng chốt thì cho gì đã. Màu vàng Ngô Thị Nga, cho mình xin số điện thoại ạ. Đây nhá, các bạn nhìn nhá, mình ngâm trong nước 30 phút rồi đồng hồ vẫn chạy bình thường nhá. Ngâm trong nước 30 phút mà đồng hồ vẫn chạy bình thường ạ. Chốt cho cái chị Trinh Nina này rồi này. Chị em chốt cho chị Trinh Nina rồi ạ. Các bạn đặt hàng các bạn phải để lại số điện thoại, không thì bên mình không thể là chốt hàng được đâu ạ. Bạn đang đeo ok ạ. Xin chào Vị Xuyên ạ. Chốt cho bạn đấy đi. Mình sẽ chốt cho bạn màu đen giống mà mình đang đeo ạ. Rồi Dio Lăng Xịt ạ. Mình ở Bắc Giang bạn nhé. Mình hàng cái bạn đang đeo bao nhiêu tiền? Tất cả đồng giá 250k, tất cả đồng giá 250k nhé bạn nhá. Người thay thế màu xanh. Chốt cho bạn kia đi đọc đi, bạn này comment nhiều quá. Đâu, người thay thế màu xanh nhé, mình sẽ chốt cho người thay thế màu xanh ạ. Chốt cho người thay thế màu xanh nhé, đây nhá. Không có. Không hỏi ở chỗ mà chị nữa. Không hỏi chỗ ở. Không cần địa chỉ nha bạn nha, tại vì là nếu mà các bạn mà để lại địa chỉ chi tiết ở đây thì rất nhiều những cái đứa lừa đảo ấy, nó sẽ lấy cái địa chỉ của các bạn, nó gửi hàng giả hàng phách cho các bạn ấy, thì bên mình rất mất uy tín ạ. Cho nên là bạn chỉ cần để lại số điện thoại thôi, bên mình sẽ có người chốt đơn cho các bạn. Màu vàng. Dạ xin chào chị Lý Nguyễn ạ. Ok. Cho em cho chị Tài Đỗ à. Rồi ạ. Chưa có đâu, bảo bạn ấy cho số điện thoại đi.
Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại cho mình nhé, tại vì là nó chơi con mừng rất là nhanh ấy. Để lại số điện thoại nhé. Màu vàng, ui màu vàng bán chạy nhỉ. Để lại số điện thoại giúp mình ạ. Đây nhé các bạn nhé, nhìn gần luôn ạ. Tí nữa chị và chị chia sẻ khác. Mai bạn đơn là bằng. Em mới yêu chị này. Đây nhá, cái đồng hồ này nhá. Cho mình, đây xin chào bạn Minh Hằng ạ. Đồng hồ này xem gần đi ạ. Xem gần vào lưng không? Đây bạn kia đang. Bạn ơi, xin chào bạn Hoa Nguyễn nhá. Mình vẫn đang ngâm nó ở trong cốc nước. Đây nhá, từ lúc mình phát tới giờ đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhé bạn nhá. Đồng hồ vẫn đang chạy bình thường này. Nước này, đấy nhá, ngâm trực tiếp ở trong nước luôn đấy ạ. Người thay thế khi nào? Các bạn đặt hàng này sẽ nhận được hàng từ 2 đến 4 ngày ạ. À. Từ 2 đến 4 ngày các bạn sẽ nhận được hàng ạ. À. Ví dụ ở gần thì 2 ngày mà ở xa trong miền Nam ấy, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Phú Quốc gì đấy là phải 4 ngày mới nhận được hàng các bạn ạ. À. Ship xong bao lâu chị? Xin chào xấu xí ạ. À. Bạn hỏi cái gì mình không hiểu nhỉ? Ship xong bao lâu hay là cái gì ạ? À? Bạn viết có dấu ấy. Bạn viết có dấu giúp mình nhá. Các bạn ship này, nhận hàng đặt hàng có hàng từ 2 đến 4 ngày nhé. Chỉ cần đặt cú pháp là 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại, tất cả là đồng giá nhau hết, có đi ship ạ. Xin chào anh Hà Hoàng ạ. Đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại nhé, mình vẫn đang ngâm trực tiếp ở trong nước đây ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại ạ. 250k cộng màu cộng số điện thoại. Đồng giá 250k, xin chào Trang Pha Lê ạ. Ship Đào Mỹ ạ, ship Đào Mỹ 250k free ship ạ. Đào Mỹ, âu đen kìa, Trang Pha Lê. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. 250k, xin chào Giang Vũ nhá. Cần một người hiểu chốt cho mình chưa? Đâu, bạn ơi, comment nó ẩn rất nhiều mà nó trôi rất nhiều ấy ạ. Bạn chỉ cần để lại số điện thoại thôi thì bên mình sẽ có phần mềm quét số điện thoại ạ. À. Màu đen từ tài đỗ đi. Màu đen là 892 à. Chưa. Rồi, 097. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại thôi ạ. À. Thì bên mình sẽ gọi lại sau, chứ còn bây giờ mà nó cứ trôi vèo vèo cả ấy. Xin chào Thanh Tâm ạ. À. Anh gửi về cho bố mẹ lo con. Có màu tím nha bạn nhé. Bạn xin chào bạn Phượng Phàm ạ. Có màu tím nhé. Bạn ơi, đây là đeo mẫu nha. Tất cả mình bán đều có đủ màu hết nhé. 250k đồng màu nha. 250k. 250k hôm nay mình chỉ like những cái mẫu này thôi ạ. 250k nhưng nó có thêm màu tím nữa, nhưng ở đây không có màu tím mà mình không đem về màu tím ạ. Đây là ở nhà mình không đem màu tím về đâu. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Free ship. Đây mình vẫn đang ngâm nó trong nước nhá. Bây giờ mình cho mọi người xem này, xem gần này. Đấy, cái đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Vẫn đang chạy bình thường ạ. Chưa? Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. 250k bạn nhé, 250k dây da 500 này, các bạn không cần phải cắt dây nhé. Về nó có rộng hay là tay nhỏ tay to này, không cần phải cắt dây, không cần phải cắt dây một chút nào này. Các bạn chỉ cần chỉnh dây thế là xong. 250k đồng giá 250k bạn nhé. Đây màu đen đây ạ. Màu đen đây, gần cái màu đen đây. 250k cái màu đen. Chia sẻ 5 nhóm rồi nha. Xin chào Ngô Nguyễn. 250k cái màu đen nhé. 250k cái màu đen. Xin chào cô chủ nhỏ đấy nhé. Màu đen đi nhé. Màu đen là giống cái màu đen này. Mình đang ngâm nó ở trong cái nước đây. Đấy. Đang ngâm trong cung nước đấy. Có được xem hàng trước khi nhận mà nhá. Xem hàng trước khi nhận đúng mẫu mã nhãn nhận nhé. Bên mình làm ăn uy tín không cho khách xem hàng bình thường. Các bạn xem hàng nhé. Nhận hàng đây anh mua đồng hồ cho vợ đi. Xin chào Ngô Nguyễn rồi đây, chào tôi. Xin chào Linh Bảo. Linh Bảo.
Dây đeo đầu ngồi thì bạn hỏi câu đấy bị ngứa thì mình chơi không hiểu mà, tại vì là ít người bị làm sao đâu, mình đeo đồng hồ có vấn đề gì đâu. Ok bạn Thủy Lệ ạ, Minh Hằng chốt cho Minh Hằng màu vàng ạ. Mình ở Bắc Giang nhé bạn nha, Ngân Nguyễn nhé. Chốt thì chốt một lần thôi, không đến lúc này nhầm đấy nhá. Các bạn chỉ cần chốt ra hàng một lần này, các bạn chỉ cần chốt đơn một lần thôi. Bạn Thủy Lệ lấy màu gì đấy ạ? Kệ tí gọi lại được. Xin Thủy Lệ ơi cho mình màu nhá, chỉ cần màu này 250k cộng màu số điện thoại thôi, các bạn chốt một lần nhá, tại vì là rất nhiều con mần ấy bị ẩn, nó đã bị ẩn con mần nó chơi con mần ấy, các bạn chốt nhiều quá mình có khi là mình nhầm lẫn đấy. Màu vàng Minh Hằng rồi sao nhỉ, 73 chưa. Có khi là mình nhầm lẫn. 0387 in chị đấy. Không cần gửi tin nhắn cho mình nhá, 250k không cần gửi địa chỉ cụ thể, chỉ cần để lại số điện thoại thôi. Gửi địa chỉ có tin nhắn cũng được. Bạn kia đang hỏi bao nhiêu tiền? 250k đồng giá 250k nhé, 250k mình vẫn đang ngâm nó ở trong con nước đấy. Chị để thế này, chị thế này. Đang số 2 cái ship rồi. Mình vẫn đang ngâm trong nước đấy nhá. Đồng hồ nhá, đồng hồ bảo hành này, bảo hành 3 tháng này. Mình ngâm nó trong cung nước trực tiếp này luôn này. Xin chào fan Xí Tin Trinh ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại, 250k cộng màu cùng số điện thoại, các bạn chỉ cần để lại màu để số điện thoại. Xin chào Gia Khánh nha, 250k cộng màu cùng số điện thoại đây nhá. Không cần phải để lại địa chỉ đâu. Mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước nhá, mình đang ngâm nó trong nước bình thường này. Đấy. Còn mình sẽ xoay gần cho các bạn xem nhá, kim vẫn đang chạy, đồng hồ chạy bình thường. Bây giờ mình ngay được bao nhiêu phút thì mình ngâm nó ở bấy nhiêu phút, mình có thể là nghĩ là được tầm 40 phút rồi đấy. Thì về các bạn ấy tìm tắm này, đi biển này, rửa tay này, nói chung là nước sinh hoạt thoải mái luôn. Nha. Xin chào mọi người cần hiểu ạ. Rồi mọi người cần hiểu nên mình chốt đơn cho bạn rồi mà. Đấy. Mình cần hiểu 1 2 4 7 9 chứ không có không muốn chốt cho nó. Rồi mọi người cần hiểu nha. Màu gì ấy nhỉ? Mọi người cần hiểu cho mình xin lại cái màu ạ. Có được, xin chào Thanh Hoài, có được kiểm tra nhé, xin chào Trường Nguyễn ạ, xin chào Quyết Đồng ạ. Có được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận ạ. Hỏi bạn đấy là lấy màu gì? Cận mẹ được tí rồi, tôi hỏi là xong. Xin chào lười làm hay ăn ạ. Cảm thấy cây này nó buồn cười. Bạn mình mà đang ngâm nó trong không? Thì có bỏ pin luôn không? Có bỏ pin là cái gì bạn ơi? Tặng pin. Cái màu vàng này, màu vàng, màu xanh, màu đen, màu tím, tất cả đồng giá 250k nha bạn nhá. À màu xanh, thằng này màu xanh. Cần hiểu à? Ừ, cần hiểu màu xanh, không muốn ăn màu xanh. Ok, chốt cho một người cần hiểu màu xanh nhá. Xin chào Thủy Lệ 255. 255 màu xanh ạ. À? Màu da mà. Xanh. 255 màu da. À màu da. Chốt cho Thủy Lệ nhá. Người cần hiểu là màu gì? Màu... Người cần hiểu màu xanh. Cái màu vàng, tất cả là cho em chưa? Em lấy cái màu đen. Ai? Không biết được, chẳng biết được. Số điện thoại đâu? 339 à? À đâu, không phải. Xin chào Trang Pha Lê. Trang Pha Lê lấy một chiếc màu đen, một chiếc màu xanh. Ok bạn. Trang Pha Lê. 339 này. 339 chưa có. Chốt cho Trang Pha Lê nhá. 09. Trang Pha Lê một cái màu đen, một cái màu xanh. Mình vẫn đang ngâm cái đồng hồ này trong nước nha bạn nhá. Mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước này. Chốt cho bạn một cái màu đen, một cái màu xanh này. Con gái chị đeo toàn qua đi. Cái mình đang đeo trên tay đây nhá. Từ từ đang chân. Cái mình đang đeo trên tay nhá. Cái gì là cũng phai màu bạn ạ. Nếu bạn hỏi vậy thì mình nói là cái gì nó cũng phai màu. Riêng cái đồng hồ mà nó có mấy trăm nghìn thì các bạn chỉ đeo tầm đôi năm là nó phai màu thôi, chứ nó không bao giờ nó được mãi mãi. Các bạn phải hiểu là mấy trăm nghìn thì nó chỉ được đôi năm thôi. Một năm trở ra là bắt đầu nó phai màu. Mình nói thật luôn. Xin chào Hoàng Thu ạ. Một cái màu xanh, một cái màu da. Mình ngâm nước thoải mái nhá. Chị chốt đi này. Một. Xin chào Phát Xì Tin Trinh ạ. Màu vàng, ok, chốt cho gái xấu xí này, chốt. Cái này là nữ, nam nữ đều đeo được nhá mà nhá, có thể dùng làm đồng hồ đôi ạ. Có thể dùng làm đồng hồ đôi, nam nữ đều đeo được ạ.
Xin chào chốt cho Trinh Phát nhá. Trinh Phát là màu vàng ạ. À, cái này là nam nữ đều đeo được nhá. Nam thì đeo màu tối, màu màu đen và màu xanh, còn nữ thì sẽ sáng màu cũng được mà cũng có con. Xin chào Hoa Tuyết ạ. À, xin chào Trường Nguyễn Trường ạ. À, đấy nhá, mình vẫn đang ngâm nó bình thường nhá. Đấy, mình phát like được bao nhiêu phút rồi thì là mình ngâm ở cái đồng hồ này được bấy nhiêu phút nhá các bạn nhá. Các bạn về thì không bao giờ thì ngâm lâu được như này, mà các bạn chỉ bình thường rửa tay hoặc đi tắm thôi. Đấy, mình ngâm nó này, đấy. Mình ngâm thẳng luôn luôn đấy. Xin chào Thanh Thanh Bắc Giang ạ. À, màu đen đây bạn ơi, màu đen đây nhá. Màu đen đấy. Màu tím, có màu tím nhưng hôm nay mình không có màu tím ở đây ạ. Mình không mang màu tím lên đây ạ. Màu tím thì nó là cái màu xanh này, nó là cái màu xanh này nhìn nó cũng kiểu tím đậm ấy, tím đậm đậm màu giống màu xanh này, nhưng mình hôm nay mình không đem lên đây. Mình không đem nhá. Chống xước, chống nước thoải mái luôn nhá. Chống xước, chống nước. Chống xước, chống nước thoải mái này, thấy chưa? Đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Đồng hồ 250k bạn nhá, 250k này, 250k còn màu cùng số điện thoại ạ. 250k còn màu cùng số điện thoại, free ship toàn quốc. Màu tím à? Màu tím mình không có ở đây bạn ơi, có màu tím nhưng mình không có ở đây. 250k free ship toàn quốc. Trả lời rồi. 250k và phát xịt tin à? Xinh màu vàng à? 200 thế mình lấy màu tím màu xanh bạn nhé. Bạn Hằng Thu à? Mình chỉ ghi cả tên nữa thôi. Tên và bên đây, không phải đây, xanh màu đây thì mình nhớ được. Em thề chị em bỏ chắc. Nắm rồi. Xin chào bạn Thanh Hoa Thanh nhá. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nha. Mình vẫn đang ngâm cái đồng hồ này trong nước bình thường nha các bạn nhá. Mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước bình thường. 250k. Đồng giá nhá, xin chào miền Trung quê tôi. Đồng giá là 250k nhá. Mượn bây giờ là thoát ra để em phát được. Đá đi sao đấy. 250k cộng màu. Không lấy màu da. Hàng Thu à, không lấy màu da, bạn đổi đi màu gì nhỉ? Bạn đổi đi màu gì nhỉ? Xin chào Thương Bùi ạ. À, bạn đổi đi màu gì nhá, thì thôi mình là chốt số điện thoại rồi thì mình cứ mai sáng mai sẽ gọi lại thôi, chứ bây giờ nó con mình nó trôi vèo vèo cả, mình nhiều người bị ẩn ấy, mình không thể trả lời hết được đâu. 250k nhé, 250k đồng giá 250k này. Đấy, vào mấy tháng là phải được. Mấy em vào bây giờ là bắt sắp đi. Em hai chiếc chị nhớ kìa. Màu Thương Bùi. Không, nó thử nữa này tương tác. Ok, Thương Bùi hai chiếc cho chị xin số điện thoại nhá, màu đen. Đeo màu đen mình xem. Màu đen đấy nhá, màu đen đấy nhá các bạn nhá. Dây lưng chân này. Bạn lấy chốt cho bạn là Nguyễn Hồng đấy. Ừ. Kể nó cứ vẫn lưu trong máy chị mà, tí chị vào chị chốt được. Tại vì bây giờ biết vào đây nó là chị chốt. Thế mở lại dính mấy cái số điện thoại. Màu đen đấy nhá bạn nhá. Chốt cho bạn Đào Nguyễn đi. Ok Đào Nguyễn nha, mình chốt cho bạn Đào Nguyễn màu da. Có hai số điện thoại hay sao vậy? Bạn có hai số điện thoại à? Hai số khác nhau mà. Màu đen đây nha bạn nha, màu đen đây. Ôi trời ơi, sao cái máy này đơ thế? Màu đen đẹp lung linh luôn ạ. À, đen này là đen tuyền luôn ấy, chứ không phải đen nhù nhờ đâu, đen cái kiểu màu mốc mốc đâu ạ. Đen tuyền luôn ấy. Cái cốc nước lên cho mọi người đây. Đây nhá. Mình ngâm nước đây nhá. Rồi đang tại dưới móc vi tôi đôi mã. Ừ. Chốt cả hai số điện thoại. Ừ. Màu vàng, màu da là một ảnh là chị một kiểu mà chị các chị đeo trên tay là màu vàng. Màu vàng ấy, mình đeo màu trên da. Tay là đang mình đang đeo trên tay là màu vàng với lại màu đen nhá bạn nhá. Mình đang đeo trên tay màu vàng với lại màu đen. Chán hết cái điện thoại này. Mình đang đeo trên tay là màu vàng với màu đen nhá. Vào đây. Cái đồng hồ đây mình vẫn đang cho nó tắm nước luôn ạ. Vẫn chạy bình thường nhé bạn nhé. Này, chạy bình thường như không rồi. Đấy. Giờ trực tiếp vào trong.
250k cộng màu cùng số điện thoại, 250k cộng màu cùng số điện thoại, đồng giá 250k tất cả các màu luôn đấy ạ. Cái máy này đơ kinh khủng luôn đấy. Không phải tôi khi chị mới đăng nhập nó đơ. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Hai trăm năm mươi k cộng màu cộng số điện thoại. Màu vàng với lại màu da nó giống nhau đấy ạ. Màu vàng với màu da nhưng mình nói chung là một màu này. Người thì gọi là màu vàng mà người thì gọi là màu da. Nhìn ở bên ngoài thì nó vàng vàng hơn một chút. Xin chào Hương Hoàng ạ. Ở đây của chị 68 rồi, chị sẽ ở đây. 68. Chị ngồi như này, chị nhìn trong cái máy của chị còn giữ hơn cả cái máy của em, giữ điện thoại hơn cả em. Chị nhìn đi. Tốt nhất là lánh ra. Đấy, chưa? Xin chào Hoàng Nguyễn ạ. 250k nhé. Ô, đồng hồ này là đồng hồ nam nữ và đều đeo được hết nha bạn nhá. Nam nữ đều đeo được, đó là đồng hồ rồi nhá. Đây chẳng hạn như nam thì đeo màu đen mà nữ thì đeo màu sáng hơn nhá. Nó có màu xanh nữa này. Chào Hà đi. Chào rồi. Nam nữ đều đeo được nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Bạn ơi, không phải chắc chắn nha, mình vẫn ngâm nó suốt từ lấy đến giờ nhé này. Cái máy này mình vẫn đang ngâm nước suốt từ lấy đến giờ nhé. Phải tầm được 4-50 phút rồi đấy ạ. 4-50 phút bắt đầu từ lúc mình phát live nhé. Nó vẫn đang chạy bình thường nhé bạn nhé. Nó vẫn đang chạy bình thường này. Đấy, các bạn nhìn xem nó vẫn đang chạy bình thường nhé. Không phải là chắc chắn đâu, mà là chắc 100% là mình ngâm nước ạ. Xin chào Thành Giang ạ. Nhá, 100% là mình ngâm nước đó nhá. Thả vào cốc nước luôn. À, Hà mua cho em cái kìa. Ok Hà Nguyễn nha, chốt cho Hà Nguyễn nha. Các bạn nào để lại màu nhá, Hà Nguyễn để lại màu nhá. Hà Nguyễn để lại màu rồi số điện thoại nhá. Nha, trong cốc nước luôn ạ. Mình để nó ở trong cốc nước luôn đấy nhá. Các bạn chia sẻ mạnh cái like để giúp mình ạ. Ok, màu da chốt cho Thành Giang để lại số điện thoại giúp mình nhé. Bán hàng rất uy tín đấy ạ, không ai like mà ngâm cái đồng hồ trong thỏng vào trong nước này đâu ạ. Một tiếng rồi nhá, mình ngâm cái đồng hồ này 1 tiếng rồi đấy ạ. Mình like 1 tiếng là mình ngâm cái đồng hồ này 1 tiếng đồng hồ đấy ạ. Có mất tiền không đã, hi hi. À, cho một hà. Mình ngâm cái đồng hồ này trong nước 1 tiếng rồi nè. Mình vẫn thả lo trong cốc nước này ạ. Hàng đảm bảo nhá, bạn đặt hàng thì cần cho mình số điện thoại này. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại, free ship toàn quốc. Xin chào Hà Vân. 250k cộng màu số điện thoại, free ship toàn quốc nhá. Cho em có ra chốt cho Thành Giang kìa. Đưa cho chị. Hết hai tờ đấy. 250k cộng màu số điện thoại nha. 250k cộng màu số điện thoại nhá. 5661 thử ngâm cái khác xem nào, ngâm cái khác đi. Đây các bạn bảo từ ngâm cái khác à? Chốt cho Phương Lan đi hộ tôi đây. Đây nha, chốt màu da nhá. Màu da Phương Lan. À đây. Chốt cho Phương Lan màu da nha. Đồng hồ nhá, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Đấy. Em lấy cái màu da em ngâm đi. Chốt cho Phương Lan nhá. Đây nha, mình đã ngâm cái đồng hồ khác rồi nhá, mình ngâm cái đồng hồ khác rồi ạ. Theo đúng ý của bạn Thành Giang nha, mình ngâm cái đồng hồ khác rồi đấy. Xin chào Hải Hà, xin chào Hương Hà. Mấy cái đồng hồ rồi nó vứt hết này. Có màu tím nhá, xin chào Tuấn Dương nhá, có màu tím nhá. Mà các bạn ấy có muốn ngâm có màu tím không Tuấn Dương nhỉ? Có. Có màu tím nha, như hôm nay ở đây mình không có màu tím nó ná giống cái màu xanh này. Nó lắm nước quá tại vì ngâm nó lâu rồi, ngâm 1 tiếng đồng hồ rồi. Theo đúng ý của bạn Thành Giang nha, mình ngâm cái đồng hồ khác rồi. Lấy cái khăn cái lau đi cái. Xin chào Luyến Nguyễn ạ, có màu cái nào nâu. Hai cái đồng hồ thì có hết nha bạn nhé.
Hiếu Đông ạ, à, xin chào Hiếu Đông nha, có thấy em nha bạn nha. À, tất cả đồng giá 250k nhé, tất cả đồng. Các bạn không cần để lại số, không cần để lại địa chỉ đây ạ, không cần để lại địa chỉ đâu ạ. Chỉ cần để lại số điện thoại thôi. Chỉ cần để lại số điện thoại này. 250k cộng màu cộng số điện thoại nha, 250k cộng màu cộng số điện thoại, không cần để lại địa chỉ. Xin chào Doan Nguyễn, chốt cho Doan Nguyễn nha, Doan Nguyễn chọn màu gì nhỉ? Phần gì cái ra chị Oanh nhỉ? Chốt chị Oanh rồi mà. Chốt cho chị Oanh rồi nha, chị Oanh nha. Đoàn Nguyễn, cái gì kia? À, cho số điện thoại, à, để Thành Giang lúc lấy đấy hả? 250k cộng màu cộng số điện thoại. Đọc cái bạn chốt đây này. Ờ, rồi, bạn Đoàn Nguyễn, Đoàn Nguyễn. Chốt cho Đoàn Nguyễn, nhanh như Đoàn Nguyễn cho mình số điện thoại, à, màu nhá. Công chính Đoàn Nguyễn bên này, số điện thoại màu. Màu lâu, màu vàng, màu lâu, màu đen, màu xanh nhé. Màu lâu, màu đen, màu xanh, tất cả nó đều là 250k hết bạn nhé. Đồng giá 250k nhé. Đồng giá 250k. Ờ, à, đây là chị vào đây này. Chốt, nhìn vào đây mà trả lời thì đi gọi đây. Đấy. Không cần phải phát nick của em ra đâu. Cứ vào đây rồi mà trả lời được. Vào đây mà chia sẻ. Anh em chia sẻ, mấy lần chia sẻ cái nick của em được. Em chia sẻ nhiều quá. Tất cả đồng giá 250k bạn nhá. Tất cả đồng giá 250k nhá. Xin chào Luyến Nguyễn ạ. 250k mình đang đeo cũng là 250k mà để bên ngoài lúc lấy ngấm nước rồi nhiều nước quá mình vẩy bớt nước đi đây thì nó cũng là 250k hết nhá. Đồng giá 250k. Trong buổi phát live ngày hôm nay mình cho đồng giá 250k hết, đồng giá 250k hết ạ. Đây nhá, các bạn nhá, mình đã ngâm cái đồng hồ khác rồi nhá, không phải ngâm mãi một cái đâu ạ. Bây giờ thấy số thì nếu không gọi đi thì gọi. Thế nào nhỉ? Các bạn ấy cứ cho ngay số điện thoại hay sao nhỉ? Thành Giang cho mình hai số điện thoại à, nhưng bây giờ mình không thể gọi được đâu ạ, không gọi được ngay bây giờ đâu ạ. Tại vì bây giờ comment nó rất nhiều ạ. Mình không thể gọi cho bạn được bây giờ nhá. Bên mình sẽ có phần mềm. Lát nữa kết thúc cái live này mình sẽ ưu tiên gọi cho bạn trước. Bạn Thành Giang đúng không? Đúng rồi, Thành Giang cứ lưu đi chỗ đấy nhá. Không. Thành Giang 4 5 6 1 5 6 6 1. Đây đây, bạn này có đây là hai số khác nhau. Đâu, có nghĩa là bạn ấy đổi số hiểu chưa? Ừ. Đổi đầu số rồi. Được, đây là tên là gì nhỉ? Thành Giang à? Chữ ghi tên một bên. Ừ, Thành Giang à? Xin chào Hoàng Thanh Tâm ạ. À. Xin chào Hoàng Thanh Tâm nhé. Chốt bạn này. Xin chào Hoàng Thanh Tâm ạ. À. Chuyển hài hoa thôi. Giờ con mình nhiều lắm ạ. À. Các bạn đặt hàng 250k, đồng giá 250k. Mình vẫn lại ngâm nó tiếp tục ở trong nước đấy ạ. À. 250k cộng màu cùng số điện thoại nhá. 250k cộng màu cùng số điện thoại. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Xin chào Nguyễn Thị Mùi ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại nhá. 250k cộng màu cùng số điện thoại. Có đi ship toàn quốc luôn, không cần để lại số địa chỉ ạ. Vừa này vừa đánh cắm vô cùng sức lưỡng. Xin chào Hoàng Thanh Tâm ạ. À. Xin chào Hoàng Tâm này, chị Hiển Hải Hà này. Xin chào Tuấn Duyên này, có màu tím không? Có màu tím nhé bạn nhé. Có màu tím chốt. Các bạn chỉ cần đặt này màu này, số điện thoại. Màu số điện thoại. Úi giời. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại, chống xước chống nước này, mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước nhé. Mình đang ngâm mệt. Xin chào Hoàng Thanh Tâm ạ. Các bạn chỉ cần để lại màu ở số điện thoại nhé. Các bạn chỉ cần để lại màu ở số điện thoại. 250k cộng màu số điện thoại. Chống xước, chống nước. Chống xước, chống nước, không ai like mà mình ngâm cả tiếng đồng hồ vào trong nước ấy đâu ạ. Đảm bảo cho các bạn luôn đấy ạ, không lừa đảo nhá. Nhận hàng được kiểm tra hàng ạ. 250k cộng màu số điện thoại đây nhá. Mình giơ cái đồng hồ mà nó đang ở trong nước ra nhá. Nó vẫn đang chạy bình thường đấy ạ. Đấy.
đẹp và cảm ơn bạn Hoàng Thanh Tâm nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Một số đơn sợ thay đổi à, thay số ừ, không sợ nhẹ. Để đi nghỉ xong mấy đơn thôi nào. Thôi rồi thôi, thôi, thôi. Đây nhá, 250k cộng màu số điện thoại. Mình vẫn phải thả lo trong cốc nước tiếp ạ. Các bạn chia sẻ cái like giúp mình nhé, chia sẻ cái like giúp mình. Tại vì hôm nay là tối chủ nhật, tối cuối tuần mà, thì có nhiều người có thời gian xem ấy, thì để cho nhiều bạn biết tới cái đồng hồ này nhé. Giá nó rất là bình thường, bình dân thôi ạ. Giá bình dân có hơn 200.000 thôi, sale giá hơn 200.000 thôi, có 250k thôi. Nhưng mà là các bạn được một cái đồng hồ trong suốt, trong nước Huế, Huế Nguyễn ạ. Huế Nguyễn 250k màu vàng. Cho Huế Nguyễn nhé, không cần ghi đâu, nó vẫn nhiều cái máy. Cho Huế Nguyễn nhé. Các bạn chia sẻ cái like này giúp mình nhé, các bạn chia sẻ giúp mình nhá. Các bạn chia sẻ giúp mình này. Vàng 18K. Mỹ Thành ạ. Vàng ạ, vàng 18K, không có vàng nhá. Vàng 18K. Có vàng 18K mà mình bán 250K thì chắc là bán luôn cả chồng cả con đi luôn. Sao chị vào cái này không được. Nick của chị ấy. Sao ở đây nhỉ? Xuất xứ nó là Việt Nam nhé bạn nhá. Đồng hồ thời trang thôi nhé bạn nhá, thời trang nhá. Hàng thời trang bạn ạ. Việt Nam nhá. Xin chào Thanh Nguyễn ạ. Mỹ Thành ạ. Xin chào Huế Nguyễn. Miễn ship nha, xin chào Lưu Hoa nha, miễn ship nha, free ship toàn quốc ạ. Đây nha, mình nhấc lo trong nước cốc nước lên ạ, mình nhấc lo trong cốc nước lên ạ. Đồng hồ vẫn chạy bình thường nhé các bạn nhé. Vẫn chạy bình thường ạ. Đấy, vẫn chạy bình thường. Free ship hết nha, miễn ship nha, Lưu Hoa nha. Vẫn chạy bình thường rồi. Màu vàng chứ không phải màu vàng thịt. Lưu Hoa có màu tím mà nhé, có màu tím. Nhưng mà xin chào Lê Hạnh, có màu tím nhưng ở đây mình không có lấy màu tím ở đây ạ. Ý bạn bên nói là đậm hơn, màu đậm hơn. À, ở bên ngoài thì nó sẽ đậm hơn một chút nha bạn nhé. Ở bên ngoài nó đậm hơn một chút là như là mình phát ạ. Xin chào tình yêu chưa nói, xin chào Phúc Đức ạ. Xin chào cửa hàng Từ Chọn Bội Hạnh ạ. Xin chào Hà Cóc ạ. Phúc Đức, bạn ấy hỏi là cái màu sữa. Đồng hồ Thụy Sĩ hả chị? Đâu có thuật gì đấy. Cái màu sữa đẹp nhỉ, cảm ơn Đức Phúc nhá. Đặt hàng chỉ cần số điện thoại này. Số điện thoại màu. Mình vẫn ngâm đấy. Trời ơi, bắn hết vào người ta. Mua cái màu sữa. Có lứa không Việt? Nhân lại hỏi có lứa không? Đâu có lứa đâu. À, cái đồng hồ này là lứa mà nam lứa đều đeo được hết bạn nhá. Em dơ cái màu đen ấy, người ta tưởng là có lam, em dơ màu. Lam lứ đều đeo được hết nha bạn nhá. Cả lam cả lứ đều đeo được đấy, lam lứ đều đeo được hết nha bạn nhá. Đồng hồ này có thể là mua là đồng hồ đôi được ạ. Lam lứ đều đeo hết ạ. Đều đeo được hết ạ. Cả lam cả lứ đều đeo được nha bạn nhá. 250k, 250k cộng màu số điện thoại chống xước chống nước nhá. Dây kim loại 5 châm, không cần phải cắt dây đâu ạ. Các bạn là chỉ cần tùy chỉnh thôi. Mình vừa đến đâu thì mình chỉnh đến đấy thôi chứ. Đây, mình tùy chỉnh này, thấy chưa? Này, tình yêu đấy. Chưa nói chốt màu gì đi. Tình yêu chưa nói chốt màu gì đi kìa. Cái đó là thằng chúng ta đấy. Biết rồi. Xin chào Hoàng Hoa. 250k nhá. Sao cái máy này? Cái này rất chi là chắc luôn nhá. Bạn nhìn này, bạn nhìn mình đeo trên tay này. Đấy. Bạn mình đeo to tận trên này nhá. Không phải tụt nhá, không tụt được đâu ạ. Không tụt được các bạn nhé, không thể tụt được. Dây này cực kỳ chắc luôn. Cực kỳ chắc nhá. Cực kỳ chắc luôn này, đấy. Thế nào? Dây này dây 500 mút nhá. Cực kỳ chắc. Vân ơi, Vân mở này cho nó. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Mấy tiền một chiếc? 250k cộng màu cùng số điện thoại, đồng giá 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại nhá. Các bạn đặt hàng mình ở Quan Minh, mình ở Bắc Giang nhá. Miễn chiếc tìm oanh cho màu vàng.
Các bạn đặt hàng nhé, chỉ 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước ạ. Màu đi nước đấy. 250k cộng màu số điện thoại, đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường nhé. Này, chạy rất bình thường. Chạy rất bình thường. Có sếp không chị? Cái gì sếp không chị? Thì tặng chị. Sếp là cái gì mà bạn biết? Ok, chốt cho Kim Oanh màu vàng, nhưng các bạn phải cho mình số điện thoại ạ. Kim Oanh để lại cho mình xin số điện thoại ạ. Kim Oanh cho mình xin số điện thoại nhé. Kim Oanh cho mình chị là thế nào, hỏi bạn đi xem nào. Có sếp là cái gì bạn ơi? Trời đất hỡi ơi. Trời đất hỡi ơi, sếp là cái gì nhỉ? 250k cộng màu số điện thoại nhé. 250k cộng màu số điện thoại. Đợi đến bao giờ sale giá mình sẽ bán cho Thành Đặng nhá. Xin chào Tám Bùi ạ. Xin chào Huyền Mon, 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại, 250k. Em dơ cái màu ra. Kim Oanh màu vàng, ok chốt cho bạn Kim Oanh màu vàng nhá. Đâu đọc cái này. Không, tại mẹ ăn, em cứ bắt mẹ ăn, tí em cho xem lại sao. Xin chào Hà Minh, 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại, dây kim loại nhá, dây kia dính kim loại, dây nam châm kim loại này. Không cần phải cắt, không cần phải cắt nhá, không cần phải cắt dây đâu ạ. Các bạn đeo đến đâu các bạn tùy chỉnh đấy, đeo đâu tùy chỉnh đấy nhá. Đeo đâu tùy chỉnh đấy, to nhỏ ạ, khác nhau. Tay to tay nhỏ rất dễ dùng nhá, không cần phải cắt dây nhá. Không cần cắt. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nha. Mình vẫn đang ngâm nó trong nước ạ. Đang ngâm ở trong nước ạ. Trong nước không chị Kiều, bạn kia hỏi nhé. Trong nước bạn nha, đây em mình đang ngâm nó trong nước này. Mình đang ngâm nó trong nước này đấy, mình đang ngâm trong nước nhé. Mình vẫn đang ngâm ở trong nước bình thường đây. Cho bạn xem trực tiếp luôn này. Đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhé. Mau đi cái đó. Đồng hồ đang chạy bình thường nhé. Đồng hồ đang ngâm tiếng rồi. Màu xanh nha, Lâm Linh Chi màu xanh. Cảm ơn Linh Lâm Linh Chi nhá, chốt cho bạn Lâm Linh Chi màu xanh ạ. Đây nha, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Mình vẫn lại thả nó trong cốc nước tiếp. Đây, mình vẫn đang thả và đang ngâm nó ở trong cốc nước đây ạ. Nhiều này thì mai gọi thôi chứ nhỉ. Thôi, để tôi sẽ trộn được bao nhiêu cái, thì chị bao nhiêu cái. Mình chị và chị chia sẻ đi. Thế rồi, đang sẽ 250k cộng màu số điện thoại nha, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Xin chào Hà Oanh ạ. Xin chào Tám Bụi, 250k cộng màu số điện thoại nhé. 250k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Felicit toàn quốc, chống xước, chống nước nha. Mình đang ngâm cái đồng hồ này ở trong nước nhá. Mình đang ngâm nó được tầm 20 phút rồi mình đổi cái trước thì mình ngâm 1 tiếng đồng hồ rồi. Có bạn bảo là đổi cái khác, bây giờ mình đổi nhá. Mình đổi, mình vẫn đang ngâm nó bình thường ở trong nước rồi nhá. Đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Đồng hồ đang chạy bình thường rồi. Cho mọi người xem là đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Xin chào Thảo B ạ. Màu vàng ok, chốt cho bạn Thảo B ạ. Thảo bé đấy. À, Thảo bé. B cái gì vậy? Bảo hành 3 tháng bạn nhá. 7, 5. Xin chào anh Nguyễn Hòa, anh Nguyễn là chống nước chống xước nha bạn nhá. Có 250k, 250k đồng giá, trời đất hỡi nhá. Có ship không chị? À ship. Chắc là ship, có ship. Ship nha, ship toàn quốc nha, không bên ship à. COD toàn quốc nha, miễn phí ship. Trời đất hỡi, lúc nãy là cái gì nhỉ? Đâu bắt đầu tên đấy. Ok, Thành Nguyễn nha, bạn nào cho mình xin số điện thoại nhá. Thành Nguyễn lúc nãy hỏi ở đấy hả? Cho mình xin số điện thoại ạ. Và mình xin nhắc lại các bạn nhá. Các bạn xem like, mình đã cho xem rõ mẫu mã như thế này. Đây, mẫu mã. Mẫu mã là dây đó, giới thiệu dây đó như nào này. Mẫu mã nó như thế nào này. Với lại có thể chống nước này. Có chống nước như thế này này, thì các bạn suy nghĩ kỹ trước khi để lại số điện thoại để đặt hàng nhé. Rất nhiều bạn bom hàng ấy, bom hàng khi mà nhận đến lại bảo là không không thích. Để như thế là rõ đi. Đấy, nhiều bạn đến lại bảo không thích. Thì mà nói một câu rất là vô duyên ạ. Có xin chào giấc mơ trong anh ạ. Đây nhá. Đồng hồ nhá. Chống xước, chống nước. Ok, chốt cho bạn Thành Nguyễn ạ. Thành Nguyễn màu vàng đúng không ạ?
Thanh Nguyễn màu vàng à? 0978685. Cho Thành Nguyễn nhé. Vàng đúng không? Dây 500 này, dây 500 này. Dây 500. Màu da giá bao nhiêu? Cho màu da giá bao nhiêu đâu? Đây nó bình luận ở trên ấy cơ. Bọn này nó toàn bình luận, nó không bình luận ở trên này được à? Chắc nó bình luận. Bao nhiêu người bình luận ở ngoài luôn. Nó ẩn mà nó có mình mà. Rất nhiều người bị màu vàng ạ. À. Rồi màu vàng. Ok bạn Thành Nguyễn màu vàng nhá. Chốt cho bạn Thành Nguyễn màu vàng. Rất nhiều người bị ẩn comment nhá. Rất nhiều người bị ẩn comment đấy ạ. À. Các bạn email hả chị Mai Tuyết kìa. Cả nam cả nữ đều đeo được rồi nhá. Cả nam cả nữ đều đeo được. Nam đeo màu đen và màu xanh. Sao cái máy này tiêm. Cả nam cả nữ xin chào Linh Thị Minh ạ. À. Minh Thị Linh ạ. À. Minh Thị Linh. Đặt hàng nhé, các bạn đặt hàng này có hàng từ 2 đến 4 ngày nhé, tùy theo size gần ạ. À. Xa thì 4 ngày mà gần thì 2 ngày là các bạn nhận được hàng ạ. À. Toàn bộ hàng ship phát nhanh trêu đề hết ạ. À. Các bạn đặt hàng này xa này. Em để cái câu lưu gần đây cho. Cái này làm sao này? Cái đây đúng không? Đấy, đây đúng rồi. Đấy, đây đúng rồi. Cái đồng hồ đấy ngâm 1 tiếng hơn 1 tiếng rồi đấy. Ừ. Mình vẫn đang ngâm nước nha bạn nhá. Mình vẫn đang ngâm nước bình thường ạ. À. Bán chạy. Hàng gấp. Mình vẫn đang ngâm nước bình thường nhé các bạn nhé. Mình đang ngâm nước bình thường này. Đồng hồ vẫn đang chạy nhé. Hải Dương thì Hải Dương 2 hôm bạn nhá. Thành Nguyễn nhá. Ở Hải Dương thì 2 hôm thôi. Cũng có thể là hôm nay mình gửi là ngày mai là bạn đã nhận được rồi. Chị Minh Thị Linh à, em đeo màu đen với lại màu vàng da. Màu vàng da, màu đen với màu vàng da. Có màu đen nhé, màu xanh, màu vàng, màu tím ạ. Màu đen, màu xanh, màu vàng, màu tím ạ. Chống xước, chống nước nha bạn nhé. Chứ Mai Tuyết ơi, cái này có cả nam cả nữ đều đeo được nhé. Trà Giang màu vàng ạ. Ok, Trà Giang nhé, chốt cho Trà Giang màu vàng ạ. Cả nam cả nữ đều đeo được nhé bạn nhé. Tay cầm màu xanh ạ. À. Tay mình đang cầm nó là màu xanh với lại màu vàng ạ. À. Đây tay mình đang cầm màu xanh với lại màu vàng da. Đấy không bạn. Bạn gì hỏi cái gì chứ? Có đồng hồ nhìn con không nhìn được. Tay mình đang cầm đấy nhá, màu vàng da này. Đấy. Với lại màu xanh. Còn tay mình đang đeo đây màu đen. Có màu tím nữa, như đây không có màu tím nhá. Dây da làm chân xin chào Nguyễn Linh ạ. À. Xin chào Mận Nà. Đây nhá. Dây nam châm này, dây nam châm nhá, dây nam châm các bạn rất dễ chỉnh nhá, dây nam châm này. Dây nam châm các bạn cực kỳ dễ chỉnh này. Dây nam xin chào Minh Thư, xin chào Vũ Vân ạ. À. Dây nam châm các bạn cực kỳ dễ chỉnh này. Đấy, các bạn chỉ cần chỉnh dây này. 250k đồng màu nhá, 250k đồng màu hết ạ. À. Màu nào cũng 250k phó đi ship toàn quốc ạ. À. Đặt hàng chỉ cần màu này, số điện thoại Yến Bi, xin chào Yến Bi, màu cũng số điện thoại. Nhấc cái đồng hồ lên rồi sao? Còn miễn ship không? Miễn ship nha, Nguyễn Hồng nha, miễn ship. Có đi ship toàn quốc, miễn ship toàn quốc. Mai mình nghỉ ở nhà, bạn gửi nhanh hộ nhé. Bạn ơi không được, bạn kể cả mai bạn đặt 10 cái thì mình cũng không gửi được trong ngày được ạ. Tại vì là mai đó là chủ nhật, à mai là thứ hai thì thứ hai sáng thứ hai mình cho đi thì thứ ba mình bạn mới nhận được ạ. Em ơi, không tại hỏi bạn đến hỏi cái gì. À, xin chào Nguyễn Văn Trọng, bạn hỏi gì mình không hiểu. Thành Nguyễn nha, mình chịu. Nếu bạn nói trong ngày mai thì mình không thể giao hàng cho bạn được ạ. Cái bạn Thành Nguyễn vẫn là cái bạn lúc đấy đấy hả? Miễn ship nhá, Nguyễn Hồng nhá. Có đi ship toàn quốc luôn ạ. Có đi ship toàn quốc. Xanh vàng. Xanh vàng, vàng da với lại màu đen, màu tím nhá. Không sao nha bạn nhá. Yến Bi nha, nhúng vào nước đây, mình vẫn đang ngâm nó trong nước đây. Đồng hồ đang chạy bình thường này, đấy. Mọi người nhìn nhá, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mình đang ngâm nó trong nước bình thường nhá. Đang ngâm ở trong nước rất bình thường, đang ngâm trong nước bình thường ạ. Đồng hồ đẹp tuyệt vời luôn ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Tay mình đeo thực tế đây, tay mình đeo thực tế đây nhá. Tay đeo thực tế và cho các bạn xem mẫu thực tế luôn. Và cũng ngâm nước trực tiếp cho các bạn xem luôn. Xin chào. 15 tuổi đeo được bạn nhé. Tại vì là xin chào Mai Tuyết ạ. À. 15 tuổi đeo được. Tại vì là 15 tuổi thì tay to tay nhỏ thì mình chỉnh cái dây nam châm này nhá. Không phải cắt dây.
đồng hồ có lam cái gì chả hiểu, không có bạn nha, mình không có nha bạn Trọng nha. Đồng hồ cơ có lam à, cái đồng hồ cơ mà tôi xoáy đấy hả? Không có bạn nha, đây nhá, đấy 15 tuổi đeo rất ok luôn. Chỉnh tay. Xin chào Thảo Trinh ạ. À. 15 tuổi đeo thôi ok nhá. Tại vì là nó có dây nam châm, mình không cần phải cắt dây đâu. 15 tuổi thì chắc là tay mình nó nhỏ nhỏ thì này, chắc 15 tuổi cũng gần nhau như này rồi. Quá khứ buồn chị để nhà không? Quá khứ buồn ạ. Có nha, hàng luôn có sẵn nhá. 250k nhá, 250k cộng màu số điện thoại nhá, chống nước chống xước nhá. Ngâm rượu được không em? À cái này ngâm rượu mà uống trường sinh bất lão luôn đấy ạ. Cái gì đấy? Xin chào Hoàng Anh Tiết ạ. Để số điện thoại Thảo Bé. À Thảo Bé là cho địa chỉ luôn, lúc đấy bạn ấy đặt ra rồi. Có cần đi không? Không cần đi được, tại là nào em cũng tí để em lượt lại một loại rồi. Trần Quyên kìa, bao nhiêu? Xin chào Trần Quyên ạ, 250k nhá, 250k đồng giá 250k nhá. Đồng giá 250k chống xước chống nước. Xin chào Đào Mai, đồng giá 250k chống xước chống nước nhá. Đặt hàng chỉ cần ghi là số điện thoại này cộng màu 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước này ạ. Một tiếng hơn rồi. Mỗi cái mình ngâm 30 phút cho các bạn xem. Mình thay đổi từng cái một nhá. Mình thay đổi từ nãy giờ mình thay đổi rất nhiều cái rồi. Em là ra vào đi phải không? Không phải mình nói thôi. Đây nhá, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường các bạn nhá, vẫn đang chạy rất bình thường đấy ạ, đang chạy bình thường. Ok. Tuần sau em về em xuống xem. Đấy nhá, mình ngâm ở trong cốc nước này, mình ngâm ở trong cốc nước thực tế luôn đấy ạ. Tình yêu xưa nói này của ai đây mà? Giờ sang chiều. Sau thì không hiểu là tuần sau còn hàng không? 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Chống xước chống nước. Đức Hằng ạ, 250k nhé, cộng màu số điện thoại nhé, chống xước chống nước nhá. Mình đã ngâm nó ở trong cốc nước bình thường đấy ạ. Xin chào Béo Bảnh ạ. Mình ở Bắc Giang nhé bạn nhá. Nếu mà bạn ở gần ấy thì qua mình xem hàng trực tiếp luôn. Hàng luôn luôn có sẵn nhá. Hàng luôn luôn có sẵn. Các bạn nào gần thì qua mình cho xem hàng trực tiếp luôn. Chị gửi đường gió ra nhá, Yến Bi nhá. Ở đâu ạ? Ở nước ngoài. Ừ. Cuốn rồi. À, các bạn hết pin thì các bạn phải đi thay pin được chứ. Các bạn ra hiệu đồng hồ mua pin thay bình thường. Chứ chả nhẽ lại mua đồng hồ về hết pin thì vứt pin thì chết. Hết pin là phải ra hiệu đồng hồ mua pin thay bình thường nhá. Hồng Nguyễn Hồng ạ. À. Hết pin là ra hiệu đồng hồ mua pin thay bình thường. Như các bạn mua đồng hồ ngoài hiệu bình thường thôi, xin chào hàng quán ạ. À. Chứ không phải hết pin mà vứt đi đâu ạ. À. Hết pin vứt đi thì chết. Tay pin thì chỉ có 50.000 một quả pin thôi, nó cũng ở ngoài hiệu đồng hồ hiệu nào nó chả có đấy nhá, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Đồng hồ đang chạy bình thường này. Hằng ơi mua đồng hồ đi Hằng ơi. Đức Hằng. Thế nha. Xin chào cả Châu Bi ạ. Hết pin thì tay pin bình thường nhá các bạn nhá. Ship về gửi mấy ngày. 2 ngày nhá. Các bạn từ 2 đến 4 ngày là các bạn nhận được hàng ạ. Cần một người hiểu ở đâu đấy ạ? Cần một người hiểu lúc nãy thân. Đặt rồi à? Đặt rồi. Từ xem nào chưa? Đặt rồi thằng này đặt bên dưới em. Cho số điện thoại cùng địa chỉ rồi. Sao nhớ vậy? Mình chả nhớ vậy. Nhiều quá. 2 đến 4 ngày bạn nhá. Đặt màu này, đặt hàng này, màu cộng số điện thoại. Từ 2 đến 4 ngày các bạn sẽ nhận được hàng Paris ship toàn quốc. Ngâm nước cái màu vàng mình xem một bạn ơi đi. Ngâm đi nhá bằng màu vàng. Đây nhá, màu vàng đấy nhá. Theo ý Trà Giang nhá, Trà Giang mình ngâm màu vàng nhá. Từ lấy giờ mình ngâm rất nhiều cái này nhá. Thật thấy nó mới sướng rồi. Hoàng Trang ơi, mua đồng hồ đi em ơi. Hoàng Trang. Làm lên trên xanh vàng, xanh vàng. Toán được màu xanh, màu vàng, màu da nhiều nhỉ. Màu da nhiều, đen. Đây nha, vẫn đang chạy rất bình thường. Đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Mình ngâm nó tầm 3-40 phút một cái. Lúc lấy cái trước là mình ngâm một tiếng. 3-40 phút một cái đồng hồ đấy. 3-40 phút một cái đồng hồ đấy.
Đây màu vàng nhá, màu vàng các bạn bảo mình ngâm đây nhá. Nó vẫn chạy bình thường. Đấy. Cho em xỉ em chụp cái đê. Xỉ chụp cái bạn inbox riêng cho mình nhá Hoàng Trang em nhá. Màu đen là Hà Thành cho. Hà Thành, Hà Thành ơi cho mình xin số điện thoại. Hoàng Trang ơi chụp cái màu nhá, inbox nhá, inbox riêng cho chị. Cái gì? Cái không có hàng dây ý chị, nó không có hàng dây để đeo là cái hàng mà video này này. Nó hỏi lên đấy. 250k nhá bạn nhá, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Dây đây bạn ơi, dây đây nhá. Hà Thành nhá. Dây này là nó rất dễ chỉnh. Mình mua ví dụ xin chào Lê Đình Chuyên. Dây này là cực kỳ dễ chỉnh này, mình mua về tay to tay nhỏ mình không phải đi cắt mắt. Nhiều bạn mua đồng hồ về là phải đi ra hiệu cắt mắt, nhưng đây không phải cắt mắt nhá. Dây đây. Dây đeo như này đây, dây cho ra cho vào cực kỳ dễ này, dây cho ra cho vào. Xin chào Thanh Thanh ạ. Dây cho ra cho vào cực kỳ dễ nhá bạn nhá. Nha. Các bạn tùy chỉnh cho cái cổ tay của mình nó to nhỏ đến đâu thì các bạn chỉnh vào. Đấy, thậm chí là mình cho đeo ba ngón tay như này thôi chứ đâu đeo trẻ con được. Đấy. Cho em một cái. Cho em một cái. Ok Lê Đình Chuyên. Cho số điện thoại. Xin chào không, thằng này. Lily Lulu nhá. Xin chào Thanh Thản ạ. Chị chốt Hà Thành nhá. Chốt hàng cho rồi nhá. Hà Thành chốt hàng cho rồi nhá. Ngâm nước trực tiếp luôn nhá các bạn nhá, chống xước chống nước ạ. À. Đồng hồ chống xước chống nước. Lê Đình Chuyên cho chị số điện thoại nhá, Ngọc Toán ạ. À. Cho chị luôn. Ok Ngọc Toán nhá, chốt hàng cho Ngọc Toán từ đầu rồi nhá. Chốt hàng cho Ngọc Toán từ đầu rồi nhá. Hồng Loan 250k vàng cho tròn Loan vàng nhá. Chống xước chống nước 250k free ship toàn quốc, chống xước chống nước 250k free ship toàn quốc. Các bạn đặt hàng thì cần để lại 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. À. 250k cộng màu. Bảo hành 3 tháng. Bảo hành 3 tháng bạn nhá, đây nhá, đồng hồ nhá. Sao lúc đi cho người ta nhìn rõ. Vẫn chạy bình thường nhá các bạn nhá, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường đấy. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá bạn nhá. Nhá, đồng hồ đang chạy bình thường ạ. Nhá, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mình lại cho vào nước tiếp. Mình chưa ngâm nước cho thôi. Có ai bán hàng mà cứ thay đi thay lại, khách yêu cầu màu gì ngâm nước cho ngâm nước màu đấy luôn. Khách yêu cầu màu gì ngâm nước mình cho ngâm nước thoải mái luôn nhé. Đây này, ngâm nước thoải mái luôn nhé, không vấn đề gì nhé. Làm ăn bán hàng uy tín nhé, không được nào nhé. Xin chào Minh Lam ạ. À. Xin chào này. Vàng cộng 250k. Ok Ngọc Toán. Chốt Ngọc Toán rồi mà phải không? Chốt cho Ngọc Toán rồi nhá. Chốt cho Ngọc Toán nhá, chốt cho Ngọc Toán màu vàng. Chốt cho Ngọc Toán màu vàng nhá, ngâm nước chống xước chống nước nhá, đồng hồ chống xước chống nước nhá. Có bác màu không ơi mà hàng gì đẹp mà rẻ vậy bạn ơi. Rẻ mà đẹp, hàng vừa rẻ vừa đẹp mà vừa chất lượng luôn, mình ngâm nước cho các bạn thoải mái đây. Ngâm nước cho các bạn nhá. Hello Thanh Thản. Màu nào đẹp chị? Màu nào cũng đẹp bạn ạ. À. Tùy theo sở thích của từng người. Ví dụ như mình bảo màu tối màu là đẹp nhưng bạn này không thích màu tối màu. Thì tùy theo sở thích của bạn đặt hàng thôi. Tùy theo sở thích của bạn đặt hàng nhá. Tại vì là sợ đến lúc mà mình gửi hàng đến mà bạn này không ưng ý thì nó khó lắm. Cho nên là khách tự đặt chọn màu nhá. Tặng là như nào? Bây giờ đặt mốc bao nhiêu? Gia Bảo ạ. À. Thấy em nhá. Thấy em nhá Gia Bảo nhá. Xin chào Chu Hiếu ạ. Bây giờ xong bọn rảnh chụp em ảnh được không? Em xem bên này ai mua không? Ui giời ơi, sao gửi sang nước ngoài. Em ơi, nếu mà gửi sang nước ngoài thì nó mất phí ship rất nhiều. Vàng với xanh là hai mẫu khác nhau à chị? Bền giá là rẻ, em nói thế nào đấy? Bền đẹp giá lại rẻ thế, em nói thế nào đấy? Hai cái mẫu này nó la lá giống nhau nha bạn nhé. Đều nam nữ đều đeo được nhé. Nói với anh này đi, ngâm nước được cả một tiếng đồng hồ thôi. Ngâm nước một tiếng đồng hồ rồi nhá. Hai cái này đều đẹp nhá bạn nhá. Chọn cái nào được chọn bị. Hai cái này đều đẹp nhá. Hai cái này đều đẹp ạ. À. Đây, đều đẹp.
Hai cái đều đẹp nhé bạn nhé. Tùy bạn chọn màu nào cũng được. Mình nói là hai cái đều đẹp, bạn chọn màu nào cũng được, không phải thất vọng đâu ạ. Không phải thất vọng nhé. Có tốn phí ship không? Ok ạ, à, em sẽ để cho lại cho chị cái màu vàng ạ. Đào mai màu vàng ạ. Hỏi bạn đây là có tốn ship không? Không mất tiền ship. Không mất ship bạn nhé, có lý ship nhá, miễn phí ship hết nhá. Đặt hàng trong live stream thì sẽ không mất ship ạ. Có màu tím không? Có màu tím ạ. Bạn cứ để lại số điện thoại đi. Màu đen đây nhá bạn nhé, màu đen mình đang đeo ở trên tay đây, màu đen mình đang đeo trên tay đây nhá. Cái màu tím thì bảo là mai màu tím thì có đi. Nhưng mà mình không không có ở đây bạn nhé. Mình đang hết hàng màu tím nhá. Màu tím nó chưa về kịp nhá. Màu đen đây nhá. Miễn ship nhá bạn nhá, Huỳnh Sang nhá, miễn ship Hòa Cẩm nhá, có màu tím nhưng hôm nay mình không có màu tím ở đây ạ. Bao nhiêu một chiếc bạn? 250k nhá, 250k. Sao em mua hàng không chị không thấy? Chị comment nhiều quá thì bây giờ bảo bạn ấy là tí nữa mình chắc Gia Bảo nhau. Ơi, mình Gia Bảo ơi, bạn phải để lại số điện thoại cho mình nhé, mà cũng nhiều cái mà nó bị ẩn comment ấy, mình không thể nhìn thấy các bạn đâu ạ. Bạn cứ để lại số điện thoại xong rồi bên mình sẽ có phần mềm quét số điện thoại. Mở cái này ra để chị phát vào màn. Tất cả nhá, tất cả là để lại số điện thoại cộng màu. Các bạn đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại cộng màu thôi. Oxy vàng không. Dây đeo không dỉ nhé bạn nhé. Mình đang ngâm nó ở trong nước đây. Oxy vàng kìa. Oxy không có gì. Không có bạn nhá. Hòa Cẩm nhá, không có nhá. Xin chào Minh Nguyệt ạ. Màu vàng bao nhiêu tiền em ơi? 250k đồng giá hết ạ. Bây giờ máy chị sắp hết pin rồi. Đồng giá 250k nhá. Có cái máy phải ra lửa không có máy chị. Em ơi, nhắn tin giờ này chị không trả lời được đâu ạ. Gia Bảo em nhắn tin tin tầm này thì chị không không trả lời được nhé, chị chưa xem được tin nhắn của em nhé. Tại vì chị vẫn được. Tại vì chị vẫn đang live mà chị chưa kết thúc buổi live, chị chờ không 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 nhắn tin được đâu nhé. 2 cái bên này là cái này cả con trai đều đeo được nhá chị nhá, con trai con gái đều đeo được, con trai con gái đều đeo được nhá, con trai con gái đều đeo bình thường. Sao giờ vậy, thấy họ bán 500 mà. Em ơi em thông cảm, Gia Bảo nhá, comment ở trên live này thì nói thật là rất nhiều người bị ẩn comment ấy, nó trôi vèo vèo ấy, cái lúc mà quá nhiều người xem ấy, tay ai cũng đeo được nhá chị Chu Yến nhá, thì là em thông cảm giúp cho chị. Ở đây hỏi là sao vậy? Thì em mình đây là mình ôm lô nhá, mình ôm lô nhá thì nó sẽ được rẻ nhá, chứ không phải bán lẻ nhá. Trên thị trường bán lẻ cái đồng hồ này không dưới 350 nhá. Trên thị trường nếu bán lẻ không dưới 350 đâu. Khi mình phát live như này, mình bán rẻ nhưng mình thì bán được nhiều, số lượng của mình được nhiều thì nó sẽ rẻ thôi, chứ còn ví dụ như hôm nay mà bán được cả một cái, ngày mai bán được một cái, không ai dám bán cho các bạn giá này đâu ạ. Đây màu vàng đây ạ. Tay ai đeo cũng vừa nhá, tay ai đeo cũng vừa, tại vì là nó là dây lâm châm kim loại nhá, nhưng nó không có mắt nhá. Gia Bảo chỉ cần để lại cho chị số điện thoại nhá, thông cảm nhá. Màu da kìa, chốt cho chị Hoàng Dung. Chốt cho chị Hoàng Dung màu da nhá. Gia Bảo chỉ cần số điện thoại nhé, để lại số điện thoại thôi. Coi cho con màu da cho chị, cho coi chưa? Coi rồi. Bao nhiêu chị? 250k. Ok, Gia Bảo để lại cho chị số điện thoại nhá. Màu đen giá thế nào vậy? Ok, Chu Hiếu mai sẽ có ship cho chị cái màu đen ạ. À, con màu vàng. Chốt cho chị Chu Hiếu cái màu vàng ạ. Gắn cái này gái nó mới làm. Chị ra chị đấy. Chị quên mất đi sạc luôn. Tay này đeo hết dây như thế là tay này là to đùng này. Không vấn đề gì nhá, không vấn đề gì nhá. Đây là cổ tay của mình nhá, nó rất chi là nhỏ nhỏ xíu thôi. Đây mình đeo lên trên cho mọi người cùng xem nhá. Còn bình thường người ta đeo bên dưới thôi. Không ai ta đeo trên này đâu. Tay mình chưa đeo hết dây nhá, tay mình mới đến đây nhá, vẫn còn một đoạn dây nữa nhá. Vẫn còn một đoạn nữa nhé bạn nhé. Không sao đâu. Tay này từ tầm 15-16 tuổi mà vẫn đeo bình thường mà.
Đây nhá, các bạn lo là nó bị dài dây gì, các bạn đây này có cái thanh nam châm này nhá, các bạn gập vào như này, mấy lớp liền, mấy lớp như này, thấy chưa? Chưa? Có miễn ship không kể Vân này? Ừ. Không, ấy được không? Đấy nhá, lấm luôn nhá. Không được. Vân Vũ ạ, à. Vân Vũ cho chị, cho mình xin số điện thoại nhá, xin chào Quang Khải ạ. Bảo Huy chưa? Đây, link ngay đây. Đây chị. Ủa, cái máy này sáng trắng thế. Máy này trắng toát. Cái của ấy. Cố gắng cứ nối lại. Tao phát đây rồi, phát đây làm gì? Sợ nó kết thúc. À, sợ nó... Đi cắm pin rồi đây. Thôi, đấy làm gì, hai cái máy này đâu. Vân Vũ cho mình xin số điện thoại nhá. Đây nhá. Tay nhỏ không sợ nhá. Mình gập cái dây để vào. Gập đấy. Gập vào như này được mà. Gập vào được nhá. Rất tiện lợi ở cái đồng hồ này như thế, chứ không phải là các bạn cứ dây dài thì từ tuần mình kéo ra đâu. 250k nhá, 250k cộng màu của số điện thoại nhá. Hau bác sao bác Melly là 250k nhá. Chốt Hoàng Dung được đúng không? Ừ, chốt rồi. Phí ship toàn quốc nha bạn nhá, miễn phí ship toàn quốc. Cái đồng hồ này mình vẫn đang ngâm nó ở trong cốc nước này, mình cũng đang ngâm nó ở trong cốc nước nhá. Vẫn chạy bình thường nha các bạn nhá. Xin chào Tuấn Vũ ạ. Tuấn Vũ. Cái gì kia, lấy cái màu da của bạn Hương Nguyễn. Màu tím mà, màu tím ngày mai sẽ có màu tím nha bạn nhá. Ngày mai hoặc ngày kia hàng sẽ về màu tím. Tấm trần này bao nhiêu? 250k, đồng giá 250k nhá. 250k đồng giá nhá, 250k đồng giá. Đặt hàng thì cần để lại số cú pháp là 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Rồi ok, chốt cho Vũ Vân nhá. Vũ Vân lấy màu xanh với lại màu gì đây nhỉ? Ôi giời, tao có nhắn tin cái gì đây? Bao nhiêu vậy chị kìa? Cho xem màu đen, cho xem màu đen đi. Màu đen mình đang đeo trên tay đi nhá, màu đen đang đeo trên tay đây. Đấy. Màu đen đang đeo trên tay đây ạ. Màu đen đang đeo trên tay đây ạ. Mặt thì nó vẫn giống như nhau rồi, mặt giống như nhau, dây chỉ là dây đen thôi. Dây đen đeo sạch hơn. Ok, chết chốt cho gì cái kiểu gì? Vi Thúy Hiền ạ. Vi Thúy Hiền. Lấy một cái màu da, ok màu da, chốt cho Thu Hương cái màu da. Thu Hương cho xin số điện thoại ạ. Thu Hương nhé, Thu Hương cho xin số điện thoại ạ. Em bỏ cái này ra cho người ta xem. Vân Vũ màu gì đấy? Vân Vũ. Vân Vũ màu xanh với màu tím. Hai màu ạ. 888. Màu vàng bạn đang đeo. Cầm lên cho em màu xem. Vàng đang đeo 250k, đồng giá 250k. Cầm lên màu đen cho xem kìa. Màu đen đây này. 888 5682 đây nha, màu đen đây nha bạn nha, màu đen đây. Tím đây, màu đen đây. Tím và màu gì nhỉ? Vân Vũ tím và vàng. Tím và xanh. Xin chào Tống Thị Liên ạ. Màu vàng Vũ Kim Hiền 09. Vũ Kim Hiền. Chốt cho Kim Hiền nhá, chốt cho Kim Hiền màu vàng ạ. Xin chào Tống Thị Liên ạ. 0982769992. Có bao nhiêu ạ? Phạm Anh Trang. Em ơi có bán chịu không? Đau ruột quá đi. Đây cho Đỗ Trang à? Đỗ Trang. Nguyễn Thắm à, Nguyễn Hồng à, màu đen ok. Hồng, cho Nguyễn Hồng màu đen. Cho số điện thoại đi. Cái số điện thoại này hình như có rồi thì phải nhỉ? Chưa sao? Chưa. Cho xin số điện thoại nhá, Nguyễn Hồng nhá. Cho xin số điện thoại, cho xin số điện thoại nhá, Nguyễn Hồng nhá. Cho xin số điện thoại ạ. Cho chị giảm nhiều người xem gọi em. Nguyễn Hồng Thắm ạ. Cho xin số điện thoại ạ. Cho cái màu đen thì bạn ấy cho số điện thoại đi chứ. Sao không cho thì biết làm sao. Màu vàng đang đeo cũng bên mình chốt rồi nhỉ. Lấy cái màu da là Hương Nguyễn Thu lấy cho chưa? Chưa đúng không? Chưa, chưa có. Lấm lồn tay chị. Vậy mà đeo hết dây dây em nhỉ. Ai gọi đây này? 250k nha bạn nhá. Chồng gọi này chứ muốn. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nhá. Tất cả các màu giống nhau hết, đồng giá hết 250k nhá. Số mình ở Bắc Giang nhá. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Hương Nguyễn Thu màu vàng đúng không? Ừ.
Hương Nguyễn Thu màu vàng ạ, à. Cho Hương Nguyễn Thu màu vàng ạ, à. 250k cộng màu cùng số điện thoại, 250k cộng màu cùng số điện thoại nhé. Không mà. 250k cộng màu cùng số điện thoại. 150k bán không đem, bán cho bạn cái dây, còn cái mặt thì mình giữ. 0967. 250k cộng màu cùng số điện thoại nhé, chống xước, chống nước rồi. Không. Miễn phí ship nha bạn Hồng nha, chống nước rồi nha. Xin chào Tiềm Nguyễn ạ. Chống nước này nha, đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường này, đang chạy bình thường này. Mình cầm nó trong cốc nước nhá. Chứ có không, không kịp một chút nữa. Cửa hàng em ở đâu vậy nhỉ? Ở Bắc Giang mà bạn ơi. Hồng Nhâm Nguyễn là màu vàng đúng không? Không biết hỏi. Hai mẹ chống nước nha, không phải là thực sự mà mình ngâm nó trực tiếp như thế này rồi nước nó chảy nó róc như thế này mà các bạn bảo là có thực sự hay không thì mình hỏi câu đấy mình hết cách trả lời luôn, hết cách trả lời luôn nhá, thả thẳng nó vào cốc nước luôn đấy ạ. Vâng. Mỗi một cái đồng hồ là mình ngâm nó từ 15 đến 30 phút cho các bạn xem rồi đấy. Có loại khoai này thôi, có một loại khoai này thôi nhá các bạn nhá, mình không có nhiều loại đâu ạ. Không bị chóc bạn nhá. Dây bằng gì? Dây kim loại nhé bạn nhá. Dây kim loại nhá. Trà Giang, ok, chốt cho Trà Giang cái màu vàng. Trà Giang cho mình xin số điện thoại ạ. Trà Giang chốt rồi mà. Trà Giang chốt chưa? Ok. Thu. Giờ mới chốt à? Xin chào Thu Mori ạ. Nguyễn Thu Hương ạ. Nguyễn Thu Hương. Xin chào Trang Đỗ ạ. Mai Tuyết ạ. 01. Ok, chốt cho Mai Đỗ màu vàng nha, chốt cho Mai Đỗ màu vàng này. Vàng à? Rồi. Chốt cho Thu Hương, không biết Thu Hương màu gì đây. Hỏi đi. Thu Hương màu gì nhỉ? Thu Hương nhỉ? 0972. 250k trà mi nha, 250k đồng giá nha, chống xước chống nước nha, mình vẫn đang ngâm nó trong cốc nước nhá. Cho các bạn xem này đấy nha, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Trà mi bao nhiêu ạ? 250k đồng giá 250k nhá. Trà Giang khác trà mi ha. Mình đang ngâm nó trong cốc nước ạ. Trà Giang cho mình xin số điện thoại ạ. Các bạn đặt hàng để lại luôn số điện thoại 250k cộng màu. Số điện thoại cộng màu ạ, không thì nó comment nó ẩn ấy. Mình không thể nhìn thấy các bạn đâu ạ. Còn lại Facebook này ẩn comment ạ. Hồng Nhâm Nguyễn màu đen, Hồng Nhâm Nguyễn vàng rồi mà, giờ lại lấy màu đen nữa. Vàng, màu vàng luôn, Hương Nguyễn. Rồi, màu vàng rồi mà. Chốt cho chị đấy rồi. Thu Hương màu vàng chưa? Rồi. Chốt cho Thu Hương màu vàng rồi nhá các bạn. Các bạn hàng này, 250k cộng màu cộng số điện thoại, chỉ cần để lại như vậy thôi là bên mình sẽ chốt đơn cho các bạn, ngày mai sẽ có nhân viên gọi chốt đơn cho các bạn. Chứ bây giờ các bạn cứ comment nhiều nó trôi đi hết, mình không thể nhìn thấy đâu ạ. Rất nhiều người đã trôi comment đi. Xin chào Nguyễn Hiền ạ. Nguyễn Hiền nha, Nguyễn Hiền là hàng cho mình xin số điện thoại của màu nhá. Số điện thoại, nó phải có số điện thoại nhá. Phở đi ship toàn quốc luôn nhá, phở đi ship toàn quốc các bạn ạ. Miễn phí ship toàn quốc nhá. Miễn phí ship toàn quốc ạ. Trà Giang, đây cho Trà Giang đây. Miễn phí ship toàn quốc. Màu gì đấy nhỉ? Màu gì nhỉ Trà Giang nhỉ? 225 mình như chốt rồi mà. Trà Giang chốt rồi mà, chốt Trà Giang màu vàng rồi. Trà Giang màu vàng rồi nhá. Chốt cho Trà Giang màu vàng rồi ạ. Có màu. Miễn phí ship toàn quốc, miễn phí ship toàn quốc các bạn nhá, miễn phí ship toàn quốc. Nhiều lượt xem của em. Miễn phí ship toàn quốc nha. Ôi cái chân của tôi nó đang đau vào đấy. Ok, chốt cho Trà Giang rồi ạ. Tôi đi ship toàn quốc, miễn phí ship toàn quốc. Không làm gì cho mình. Xin chào Trà My nhá. Không có mẫu khác đâu ạ. Màu vàng không có mẫu khác đâu, mình chỉ có hai mẫu này thôi. Mình không có mẫu khác đâu ạ, mình không có nhiều màu đâu. Hôm nay là sale giá như này thì không thể có nhiều loại sale giá được đâu ạ. Xin chào Úc Thủ Thủy Thủy ạ. Cho Úc Thủy Thủy màu vàng ạ. Alo.
Cho alo tí nữa về nhá. Làm gì đấy? Cho chỗ thì mà làm rồi. Vẫn làm gì đấy? Ờ đợi tí nữa. Cho chỗ thủy thủy màu vàng nhé, 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nhé bạn nhé. Màu đen. Mai tuyết màu đen, ok chốt cho mai tuyết màu đen nhé. Mai tuyết ở đây chốt này. Phở đi ship toàn quốc nha bạn nhé, phở đi ship toàn quốc, phở đi ship toàn quốc này. Phở đi ship toàn quốc mà mình không có mặt nhỏ hơn mà cũng không có mặt to hơn nhá. Không có mặt nhỏ hơn, không có mặt to hơn, nó chỉ có một mẫu như thế này thôi, mình chỉ có hai mẫu thôi. Hai mẫu này đồng giá 250k nhá. Không có mặt nhỏ hơn mà cũng không có mặt to hơn nhá các bạn nhá. Không tính ship nhá, có lấy ship toàn quốc nhá. Chốt chưa? Ốc thủy màu gì đấy? Màu vàng. Chốt cho ốc thủy màu vàng nhá. 0986178492 vàng. Chốt cho ốc thủy màu vàng ạ. Này là bao nhiêu lâu nhỉ? Chị bật nó thật. Có rơi mặt trắng không chị? Không có nha bạn nhá. Mình chỉ có màu đen này, màu xanh này. Màu đen, màu xanh, màu đen, màu xanh, màu tím, màu vàng. Mình không có màu trắng. Các bạn đặt hàng chỉ cần lại là màu cộng số điện thoại 250k cộng màu cộng số điện thoại phần ship toàn quốc. 250k cộng màu cộng số điện thoại phần ship toàn quốc này. Bây giờ là thời gian lâu rồi đấy, khoảng độ gần 2 tiếng mình live rồi, thì bây giờ sắp tới là mình sẽ kết thúc live đây. Tầm 10 phút nữa là mình sẽ kết thúc live này. 10 phút nữa là mình sẽ kết thúc live, các bạn đặt hàng ấy, chia sẻ giúp mình, chia sẻ mạnh lên giúp mình, chia sẻ mạnh cái live này giúp mình nhá. Chia sẻ mạnh để có nhiều người nhận được cái mua hàng giảm giá trong ngày hôm nay nhá, mua hàng giảm giá trong ngày hôm nay nhá. Rất nhiều người. Chốt cho Thanh Thanh màu vàng nhá. Các bạn chia sẻ giúp mình nhá, chia sẻ càng nhiều thì càng là càng nhiều người được mua đồng hồ giá rẻ trong ngày buổi phát live ngày hôm nay ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé, chia sẻ mạnh giúp mình nhé. Của chị là nhiều xem nhé. Chốt cho Thanh Thanh nhé, chốt cho Thanh Thanh. 943049 màu vàng. Màu vàng nhé, chốt cho Thanh Thanh nhé. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé, chia sẻ mạnh cái like này giúp mình ạ. Chia sẻ mạnh cái like giúp mình này. Cái đồng hồ này là chống xưa nước, chống xước này. Mình ngâm nước nhé, cái đồng hồ này mình ngâm nước là 40 phút rồi. Ngâm nước là 40 phút rồi nhé. Một tiếng rồi mà. Một tiếng là cái thay mấy cái rồi. Cách cái yêu cầu màu gì ngâm vào nước là mình ngâm trong nước không chị đây nhé. Mình trực tiếp mình đang ngâm nó trong nước các bạn ạ. Mình ngâm cái đồng hồ được 40 phút rồi nhé. Em đau đi cho rõ vào cho người ta nhìn. Sao cái này của chị mở đấy nhỉ? Sáng quá. Dây lăm châm nha, dây lăm châm dính nha bạn nha, dây lăm châm dính này mình đang đem tay đây, dây lăm châm dính đây, dây lăm châm dính nhá, dây lăm châm dính này đấy, rất chắc chắn mà rất nhỏ gọn luôn, các bạn lấy mua về không phải cắt mắt nha, mua về không phải cắt mắt nha, mua về không cần cắt mắt đâu ạ, không vừa mình có thể tùy chỉnh được nhiều người ấy, không vừa bị cắt mắt, như cái dây này tuyệt đối là không phải cắt mắt nhá, ví dụ như ai mà tay nhỏ quá mình gập lại một lớp như này. Tay nhỏ quá mình gặp lại một lớp đấy, thế Hải Yến nhá, Dương Hải Yến nhá, mình gặp lại một lớp như này không sao cả nhá, vẫn đẹp như bình thường, vẫn đẹp vẫn chắc như bình thường nhá, vẫn đẹp vẫn chắc như bình thường, vẫn đẹp vẫn chắc như bình thường nhá bạn nhá. Dây đeo lăm châm nhá, các bạn chia sẻ mạnh cho mình cái like để giúp bạn mình ạ, các bạn chia sẻ giúp mình ạ, tại vì là còn 10 phút nữa rồi mình sẽ kết thúc like chống nước nha bạn nhá. Bảo Lương nha, chống nước nha, Thanh Thanh nhá. Nè hàng nha, Mai Tuyết ạ, à, chống nước á, toàn bộ là chống nước hết nhá. Mình vẫn đang ngâm nó trong cốc nước cho bạn xem nè. Mình lau nước đi, mình lau nước cho mọi người xem nha, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá, thấy chưa? Đồng hồ đang chạy bình thường rồi. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đồng hồ đang chạy bình thường đấy ạ. Chống nước, chống xước. Đóng cửa bếp vào con này. Chống nước, chống xước. Đồng hồ chống nước, chống xước nhá. Chống nước chống xước, nó có tất cả là có 4-5 màu, 4 màu. Màu xanh này, màu vàng, màu đen, màu tím.
Còn tầm 10 phút nữa mình sẽ kết thúc cái live này. Tầm 10 phút nữa mình kết thúc live nhá. Thì các bạn chia sẻ mạnh lên giúp mình ạ. Các bạn chia sẻ mạnh lên giúp mình nhá. Xin chào Trần Ngọc Ánh ạ. Xin chào Trần Ngọc Ánh nhá. Các bạn chia sẻ cho mình cái like này ạ. Có chứ. Các bạn chia sẻ mạnh cho mình cái like này cho mình nhá. Chia sẻ cho mình cái like này mạnh và chia sẻ mạnh cái like này cho mình thì để cho nhiều người biết đến để mua hàng giảm giá. Trong buổi like ngày hôm nay nhá. Phó Lý Xít nhá, chống nước chống sức nha, mình vẫn đang ngâm cái đồng hồ trong nước này. Các bạn yêu cầu màu gì, yêu cầu cái nào ngâm trong nước và mình ngâm nó ở trong nước. Chứ mình không chọn bất cứ một cái nào cả. Khách cứ yêu cầu cái nào ngâm trong nước mình ngâm. Đây ngâm 40 phút rồi đây vẫn đang chạy bình thường nhá. 250k nhá. Xin chào Hoa Thì Gôn. 250k nhé, 250k đồng giá 250k. Đồng giá 250k nhé. Đồng giá 250k. Các bạn đặt hàng chỉ cần màu, số điện thoại, policy toàn quốc. Thì lát nữa là nếu mà còn sớm thì không biết bây giờ mấy giờ rồi. Lát nữa mà còn sớm thì là nhân viên bên mình là sẽ chốt đơn luôn cho các bạn. Giá bao nhiêu kìa? Trả lời rồi. Trần Trà Giang ơi, màu đen đây nhé. Trà Giang chốt cái màu vàng ở đây rồi đúng không? Không biết rồi. Màu đen đây nhá. Đấy. Cái này là mình vẫn còn lấp nhá. Lấp mình chưa ấn lấp vào nhá, pin chưa chạy. Màu đen đây. Màu đen đây nhá. Xin chào Hoàng Ngọc ạ. Màu đen đây. Đấy. Màu đen này là đen tuyền nhá, không phải đen mốc, đen nhu nhờ đâu ạ. Đen này là đen tuyền luôn đấy ạ. Lấp nhá. Cả đây cả người cổ. Có chị rồi nhìn mới xem hết. Màu đen này nhá, màu đen này là đen tuyền luôn nhá, đen tuyền luôn ạ. Đen tuyền. Sát mặt luôn này. Bên trong này có một cái lớp nhũ nhá, nhìn lớp nhũ thì vào cái anh điện là nhìn nó không rõ lắm đâu ạ. Lớp nhũ là vào anh điện là nhìn nó không rõ lắm. Nhá, xin chào Hoàng Ngọc và 250k, xin chào Thanh Ngàn, xin chào Thanh, xin chào Thanh Ngọc gì đây ạ. 250k, 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nhé. Trời. 250k cộng màu số điện thoại, còn tầm 10 phút nữa thôi mình sẽ kết thúc cái live này. 10 phút nữa là mình sẽ kết thúc cái live này, cho nên là mọi người chia sẻ mạnh lên giúp mình ạ. Chia sẻ mạnh cho nhiều người biết tới ạ. Đây nha, mình ngâm nước nha, mình ngâm nước cái đồng hồ này 1 tiếng rồi đấy ạ. 1 tiếng đồng hồ ngâm nước rồi nó vẫn chạy bình thường như này. 1 tiếng đồng hồ ngâm nước rồi nó vẫn chạy bình thường như này nha các bạn nha. 1 tiếng đồng hồ rồi ạ. 1 tiếng đồng hồ ngâm nước vẫn chạy bình thường như này. Đấy, 1 tiếng đồng hồ nhé. Bây giờ mình vẫn cứ thả nó vào trong cái cốc nước rồi thôi. Chống nước chống xước nha, 250k đồng hồ chống nước chống xước nha. 250k chống nước chống xước. 250k chống nước chống xước này. Cái màu đen, ký cái màu đen này bạn ơi. Đây nha, màu đen, nên Trà Giang nhìn rõ chưa? Đấy. Đây, màu đen nhá. Đen tuyền luôn đấy ạ. 250k chống nước chống xước, 250k chống nước chống xước nhá. Các bạn chỉ cần đặt hàng là màu cùng số điện thoại. Là bên mình sẽ cho đơn thôi. 250k có màu số điện thoại, không cần để lại địa chỉ đâu ạ. Các bạn chia sẻ mạnh cho mình, 10 phút nữa mình sẽ kết thúc cái live này ạ. 10 phút nữa mình sẽ kết thúc live nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Vậy có đồng hồ lam vậy không hay chị? Cái đồng hồ này thì cả lam có lứa đều đeo được nhá. Lam thì đeo màu xanh với màu đen. Lam đeo màu xanh màu đen nhá. Lam đeo màu xanh với màu đen. Cái đang đeo màu vàng da nhá bạn nhá. Đang đeo màu vàng da nhá. Đang đeo màu vàng da. Cái mình đang đeo là màu vàng da. Sang chảy cực kỳ luôn, màu vàng da này. Sao bạn ấy sang màu đen là màu xanh không sang này? Đen rồi. Đang đeo là mình đang đeo là màu da nhá. Các bạn này chia sẻ mạnh giúp mình, chia sẻ mạnh giúp mình thì để mình chốt đơn này, được nhiều người mua hàng rẻ này, vừa rẻ vừa đẹp vừa bền này.
Thế lại buổi tối ngày mai, tối ngày mai là 8 giờ tối mai là bên mình lại like, xả tiếp tục tiếp, giảm giá tiếp vào đầu mùa thu thì các bạn ấn theo dõi. Ngày mai là mình like đồng hồ Dio giá rẻ. Xả đồng hồ dây da, đồng hồ Dio dây da giá rẻ thì có tặng quà. Thì các bạn nhớ theo dõi vào ngày mai nhá. Đi kỹ xem có chốt không? Chà xem đi kỹ xem bạn có chốt không thì là xong mình cái đeo màu gì rồi đấy, lấy cho nó xem rồi. Đấy đang đeo màu gì ạ? Màu xanh bao nhiêu vậy chị? Đồng giá nhá, đồng giá 250k nhá bạn nhá, đồng giá 250k. Bạn là xoài cũng mát rồi chị ạ. Của chị màu xanh ạ, à. Chị chào gái Nguyễn là màu xanh nhé, màu xanh đồng giá là 250k hết nhé, đồng giá 250k, đồng giá 250k nhé bạn nhé, đồng giá 250k này ai đặt hàng thì cần kể để lại này, màu cộng số điện thoại, màu cộng số điện thoại, thanh thanh gì đây, màu cộng số điện thoại nhé. Tôi ra cái màu đen, cái bạn tư bạn đen xem rồi nó mới dí ở tận màn hình rồi, cho nó xem rồi. Màu xanh à? Màu xanh đẹp mày ạ. Màu xanh nhá. Tay trắng đeo màu xanh. Tôi sao lại máy em một màu chị màu. Màu xanh nhá, màu xanh 250k nhá. Mày có chị nó trắng quá nên sang màu em đéo hơn nhỉ. Màu xanh. Cái này nó màu xanh nhá, 250k nhá bạn nhá. Cam nó sáng. 250k đồng giá hết, xanh, vàng, đen, da, màu gì mấy màu, màu nào cũng 250k hết, 250k hết. Của chị lóa quá. Cái gì đây vậy? Nếu chưa gửi thì không gửi nữa. Cái gì vậy? Đặt quà chị. Chắc cái gì đặt trước của chị dùng chưa vừa chứ ai gửi được đâu. Gì nhỉ? Sẹo. Mình vẫn đang nhúng nước nhé bạn nhá. Mình đang nhúng nước của nó này. Xin chào Hoàng Ngọc ạ. Mọi người chia sẻ mạnh cái like để giúp mình nhá. Hai cái bớt công chị kìa. Hai cái Polysip bạn nhá. Gái anh Nguyễn nha, hai cái Polysip. Anh Đức ơi, chưa ngủ được đâu ạ. Em còn kiếm tiền. Em cũng đang kiếm tiền mà. Hai cái Polysip nha bạn nha. Hai cái Polysip. Đây nha, mình ngâm nước của nó 1 tiếng đồng hồ rồi nha. Đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nha các bạn nhá. Ngâm nước 1 tiếng đồng hồ rồi, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường đấy ạ. Màu xanh đẹp mà nhỉ. Màu xanh đẹp. Các bạn chia sẻ cho mình nhé, tụt được lượt view, review này tụt quá mình không like nữa. Các bạn đang ngủ rồi. Bỏ tay ra thì tôi để qua cái 250k nhé, 250k. Rồi thì tôi thấy 250k nhé, 250k cộng màu cộng số điện thoại nhé. Xin chào Long Văn Đức ạ. Long Văn Đức. Xin chào Nguyễn Hiền ạ. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại. Có bình luận nhiều trên đây. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé, 250k cộng màu số điện thoại. Đồng hồ nha, chống xước chống nước nha, chống xước chống nước. Chống xước chống nước nha các bạn nha, chống xước chống nước nha, mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước này ạ. Đâu rồi? Phải bỏ ra xem này. Mình vẫn đang ngâm cái đồng hồ này ở trong nước nha các bạn nha, mình vẫn đang ngâm nó ở trong nước này ạ. Chống xước chống nước này ạ. Chống xước chống nước nha các bạn nha, mình vẫn đang ngâm cái đồng hồ này ở trong nước nha. Chống xước chống nước này ạ. Mình đang ngâm nó ở trong nước này ạ, rất nhiều màu ạ. Mặt đá này, mặt đá nhé, bên trong này là bên trong này nó có một lớp nhũ nhé. Đây, tay mình đang đeo lên màu này, màu vàng da nhé, màu vàng da. Bên trong nó có nhũ ít nữa, chắc không nhiều. Màu vàng màu gì đó. Xin chào Liêm Trần ạ. 5 phút nữa là mình sẽ kết thúc cái like này, 5 phút nữa mình sẽ kết thúc cái like này nhé các bạn nhé. Tối ngày mai là mình sẽ, số mình sẽ tiếp tục like tiếp. Tối ngày mai là sẽ tiếp tục like tiếp này. Thì Điền Hành Hà An ạ, tiếp tục like tiếp thì mong mọi người theo dõi nhé. Để tối mai này, tối mai mình sẽ like đồng hồ Dio ra rẻ. Thì sẽ có quà tặng đây mai ạ. Tối mai là mình sẽ like đồng hồ này. Đồng hồ dây da này ạ. Tối mai là mình sẽ like đồng hồ dây da này, có đầy đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, lâu rồi tím, đen.
Thì bây giờ mình xin kết thúc cái live này ạ. Tôi xin chào mọi người nhá. Tuyền Nguyễn nào xin chào Tuyền Nguyễn nhá. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại. 250k cộng màu cùng số điện thoại trong nước trong xước này, mình vẫn ngâm nó trong nước trong nước vẫn còn đang sắc vẩy vẩy như này nhá. Bây giờ mình kết thúc live thì vừa vớt nó lên thôi. Gói đồng hồ này. Đồng hồ này mình đã ngâm nó một tiếng đồng hồ rồi. Đây là ngâm này là dây gì vậy? Toán học ạ. Dây kim loại nhé bạn nhá, nó là dây lâm châm nhé, dây kim loại nhá. Dây kim loại dính lâm châm không cần phải cắt mắt. Các bạn chia sẻ cho mình nhá, bây giờ đang tụt quá rồi. Ngày mai này, ngày mai là mình sẽ like đồng hồ Dio giá rẻ này. Ngày mai mình sẽ like đồng hồ Dio giá rẻ nhá. Đồng hồ dây da thì màu da ok bạn Tuyền Nguyễn, màu da 939 ạ. Ok bạn ơi, bền cực kỳ bền luôn nhá. Cái đồng hồ này mình cũng đảm bảo với bạn là chất lượng cực kỳ bền nhá. Bên mình ngâm nước suốt từ lên giờ đây, thậm chí bây giờ cầm lên nước nó vẫn còn róc này đây. Mình phải để cái khăn này lên mình thấm nước đây. Thậm chí là nước nó vẫn còn róc thì các bạn phải biết được cái độ bền nó như thế nào rồi. Không ai like trực tiếp mà ngâm cả mấy cái đồng hồ vào nước hàng tiếng đồng hồ đâu. Bạn cứ yên tâm đấy đi. À, shop bán hàng uy tín nhá. Cái mặt đồng hồ cho dí vào cái màu giả, dây gì cho dí vào tận nơi đi. Đây nhá, màu mặt đồng hồ của nó đây nhá, cái mặt đồng hồ nhá. Mặt đồng hồ nhá các bạn nhá. Bạn yêu cầu trên mặt đồng hồ đấy ạ. Bỏ ra không tăng dư chị. Mặt đồng hồ đấy nhá bạn nhá. Bên trong của nó có một cái lớp kim tuyến nhá. Một lớp nhũ nhá, một lớp nhũ kim tuyến ạ. Đấy bạn yêu cầu xem mặt đồng hồ đấy ạ. Vành 3 tháng nhá bạn nhá. Vành 3 tháng nhá bạn nhá. Bây giờ có ai cho là ít nữa rồi. Bây giờ mình sẽ xin dừng cái like này này. Mình xin dừng cái like này nhá. Các bạn đặt hàng ấy thì cứ vào comment số điện thoại thôi nhá. Còn mình thì bây giờ mình sẽ dừng cái like này ạ. Dừng cái like này để mình đi chốt đơn ạ. Với lại là thời gian like đâu quá rồi ạ. Xin chào mọi người nhá. Ngày mai tối mai mình sẽ like tiếp đồng hồ Dio dây da giá rẻ ạ. Nha, xin chào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ xin dừng lại cái like này ạ. Các bạn đặt hàng nhé, sẽ gần thì 2 ngày mà xa thì 4 ngày ạ. 2 đến 4 ngày là các bạn sẽ nhận được hàng nhé. Các bạn yên tâm là từ 2 đến 4 ngày thì mình sẽ nhận được hàng. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái like này. Xin chào mọi người nhé. Dây bằng kim loại bạn ơi, dây kim loại nhé, dây kim loại. Dây kim loại, dây dính lâm châm kim loại nhé. Ngọc Nguyệt nhé, Ngọc Nguyệt đặt hàng thì cho mình xin số điện thoại này. Xin số điện thoại và Ngọc Nguyệt đặt hàng cho mình xin số điện thoại này, màu ạ. Khi nào? Alo. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái live này nhé. Rồi chào bạn. Có thể á. Xin chào nhé. À, nhưng mà nó là xin chào nha, xin chào mọi người nha.